chương 901, chân tướng phơi bày. Nam tử khóe miệng có chút run rẩy biểu lộ kinh ngạc. Lơ ngơ, tàn trận, không có bố trí tốt trận pháp, lại có thể lên cái tác dụng gì? Cái này như thế nào khả năng, xem ra, bằng ngươi đầu, vẫn không thể nghĩ rõ ràng. Tử Việt Phong bật cười một tiếng, cũng thế. Nhiều năm như vậy cho ngươi cơ hội cho ngươi ám chỉ, ngươi cũng không biết nắm chặt. Đầu óc là thật không dùng tốt lắm, đào lý trong đó cũng không khó để ngươi làm minh bạch quỷ a tàn trận bố trí về sau một khi có người truyền lại tin tức ra ngoài cái kia ba động mặc dù sẽ không xúc động trận pháp nhưng là sẽ bị ghi lại ở trận pháp đường vân bên trong trở thành trong đó một bộ phận đợi đến trận pháp thành hình về sau trở thành trong trận pháp một bộ phận tin tức tự nhiên mà vậy hội triển lãm hiện tại ta trước mặt chỉ bất quá trận pháp này thành hình về sau công hiệu liền là hóa thành rực rỡ màu sắc màn sáng hình ảnh đương nhiên sẽ không gây nên các ngươi lực chú ý chỉ là cái này màn sáng đại biểu hàm nghĩa chỉ có chính ta có thể nhìn hiểu từ việt phong tiếng nói vừa ra hắn trước mặt nam tử sợ hãi cả kinh bừng tỉnh đại ngộ đối với người khác trong mắt cái kia rực rỡ màu sắc màn sáng bất quá là từng chàng cái gọi là cùng loại diễn xuất thủ pháp mục đích liền là tam điện hạ tử việt phong vì lấy mình phu nhân niềm vui mà chế tạo mà thành trận pháp, lúc này thỉnh thoảng thành trận. Hình thành lộng lẫy màn sáng rực rỡ, treo đến từ Việt Phong phu nhân vui vẻ. Cũng làm cho không ít người đến đây tham quan. Để tam điện hạ lãnh địa cũng là phồn thịnh không thôi. Duy nhất vấn đề, chính là muốn hao phí không thiếu tài nguyên, nhưng ở người bên ngoài trong. Mắt cũng bất quá là từ Việt Phong vì đọ sức mình phu nhân cười một tiếng tiểu lãng kháp. Thôi, ai có thể nghĩ, cái này cái gọi là lãng mạn. Phía sau bên trong lại là nhằm vào bọn họ tàng võ người thủ bút. Thậm chí có thể tại thần không biết quỷ không hay bên trong. Đem mình truyền lại tin tức đánh cắp, khó trách một chút cứ điểm không hiểu thấu bị diệt đi. Bọn hắn còn không biết nguyên do. Chỉ cho là tàng linh có cao nhân phát hiện bọn hắn hành tung, đến. Cùng là nhân hoàng thế hệ con cháu bên trong đệ nhất nhân. Không thể không khiến người bội phục. Nam tử cũng đứng dậy, không còn giả vờ giả vịt chu. Du viễn, nể tình ngươi đi theo bên cạnh ta những năm này. Đến cùng vẫn làm một số chuyện phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tử Việt Phong nhìn trước mặt nam tử, chậm rãi mở miệng. Bàn giao tàng võ tiềm ẩn người danh sách, tha cho ngươi khỏi chết, sau. Khi nói xong, tử Việt Phong cũng là nhẹ nhàng phất tay, linh khí chấn động phía dưới. Hóa thành lưu quang, hướng phía cách đó không xa chủ hạm khu vực hạch tâm quá khứ, linh khí. Khống chế trận pháp, ở trong còn ẩn chứa mình điều lệnh, bất quá. Làm linh khí phiêu đẳng quá khứ về sau, toàn bộ đội tàu nhưng không có nửa phần phản ứng. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh, tình hình như thế. Để tử Việt Phong cũng là sửng sốt một chút, hướng phía bốn phía nhìn sang. Khẽ nhíu mày, theo đạo lý, hắn linh khí này du tàu mà ra về sau toàn bộ đội tàu tiến lên sẽ đình chỉ mới đúng vì sao không có động tĩnh tử việt phong ngươi sẽ không phải coi là ta tại bên cạnh ngươi ẩn núp nhiều năm như vậy liền vẻn vẹn truyền lại tin tức đơn giản như vậy a à. nhìn thấy tử việt phong cái kia kinh ngạc biểu lộ chu du viễn không khỏi ngửa mặt lên trời cười bắt đầu hắn trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt vẫn là nói ngươi quả thực coi là liền mình rất thông minh người bên ngoài đều là ngu xuẩn nương theo lấy chu du viễn tiếng nói vừa ra hắn tay cũng là bỗng nhiên hướng phía phía trước vung lên tựa hồ sớm đã có người trong bóng tối quan sát đến bên này động tĩnh khi chu du viễn phất tay thời điểm toàn bộ đội tàu hướng phía phía trước bắn vào tốc độ cũng đột nhiên ở giữa bắt đầu tăng tốc hướng phía phía trước tinh môn tới gần không chỉ có như thế theo không ngừng tiếp cận tinh môn quá trình toàn bộ đội tàu ở trong rất nhiều thuyền cũng là dần dần kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Xa xa nhìn sang, liền có thể phát hiện. Bao phủ tại toàn bộ hạm đội phía trên trận pháp hình dáng. Tựa hồ bị ngạnh sinh sinh chống ra, đồng thời chống ra mở rộng trận pháp bình chướng. Loáng thoáng tại sụp đổ biên giới. Nhưng vẫn như cũ còn duy trì hoàn chỉnh tình huống, nhìn thấy một màn này. Tử Việt Phong liền biết Chu Du Viễn đánh ý định gì, đây là đang sớm chuẩn bị sẵn sàng đợi đến tiếp cận tinh môn về sau chỉ cần để thuyền hơi hướng bên cạnh lôi kéo một cái toàn bộ hạm đội phòng ngự trận pháp liền sẽ bởi vì như thế một cái lôi kéo triệt để vỡ vụn mà mở tử việt phong có chút híp hai mắt lần nữa hướng phía chu du viễn phương hướng nhìn sang biểu lộ không hiểu kỳ thật trong tay hắn là có phản chế thủ đoạn hắn trận pháp nếu là có thể như thế bị tùy tiện khống chế mình trận này đạo tông sư tên tuổi dứt khoát cũng liền đừng muốn bất quá tử việt phong cũng không có vội vã tiến hành một cái phản chế ánh mắt bên trong ngược lại tràn ngập tò mò hắn muốn làm rõ ràng chu du viễn phía sau đến cùng là có chỗ tính toán gì nếu như chỉ là đơn giản nhắm vào mình hoàn toàn không cần thiết làm như vậy trực tiếp hiện tại động thủ không được sao không phải đưa đến cái kia tinh môn địa phương mai phục xuất thủ làm sao đến mức này kỳ thật đối với Chu Du Viễn chân chính dự định từ Việt Phong trong nội tâm. Loáng thoáng là có chỗ suy đoán, nếu thật phải là hắn phỏng đoán như thế. Lại tiến hành phản chế không muộn. Nói không chừng còn có thể tạo thành càng lớn càng mạnh chiến quả. chương 902, người dựa vào cái gì như thế chắc chắn. Khổng lồ đội tàu, giờ này khắc này, bộc phát quỷ dị tốc độ. Hướng phía phía trước tinh môn phương hướng nhích tới gần, đồng thời trận hình vặn vẹo duy trì vừa chạm vào tức nát quỷ dị trạng thái đây là có chuyện gì đội tàu làm sao lại lấy dạng này phương thức tiến lên đội tàu bên trong có chút tinh không thuyền thuyền trưởng mặt lộ vẻ dị sắc hắn lấy ra đưa tin sử dụng ngọc chất lệnh bài quán chú linh khí về sau truyền lại tin tức đi vào mà đồng thời hắn cũng là cảm giác được lệnh bài bên trong đến từ cái khác thuyền trưởng lệnh bài tin tức tin tức nội dung không giống nhau nhưng đều cùng mình không sai biệt lắm chất vấn dưới mắt đội tàu tình huống không thích hợp chủ hạm bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện gì như vậy lời nói sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao đội tàu phòng ngự trận pháp bên trong linh khí dự trữ còn có trận pháp đã tại vỡ vụn biên giới lại không một lần nữa chỉnh đốn trận hình lời nói đợi đến xuyên qua tinh môn về sau phòng ngự bình chướng liền sẽ triệt để vỡ vụn không có đạo lý a à, tinh môn truyền tống không gian ba động đối với trận pháp tính ổn định có cực lớn phá hư loại chuyện này điện hạ chẳng lẽ không thể so với chúng ta rõ ràng vì cái gì rất nhiều thuyền thuyền trưởng đó là ngươi một lời ta một câu không ngừng thảo luận chớ ồn ào điện hạ cỡ nào anh minh ở đâu là chúng ta có thể chất vấn đưa tin lệnh bài bên trong một cái tin tức nổi lên ngăn lại đám người thảo luận mà phát ra tin tức này người không phải người bên ngoài chính là lần này phụ trách nơi đây tiến lên đội ngũ phó đội trưởng dương phi hằng thân là đội ngũ phó đội trưởng dương phi hằng lần này tiến lên đội tàu bên trong có tuyệt đối quyền nói chuyện dĩ nhiên không phải bọn hắn có thể phản kháng huống chi dương phi hằng bản thân cũng là điện hạ tín nhiệm người thuộc về điện hạ học sinh, đã từng tùy hành điện hạ bên cạnh học tập trận Pháp không biết bao. Nhiều năm, tại vị diện trên chiến trường, càng là lập xuống công lao hiển hách, đã hắn đều đã mở miệng, nói không có vấn đề. Như vậy bọn hắn cũng liền không cần quan tâm, dù sao tự mình điện hạ. Từ trước đến nay liền là có chút kỳ tư diệu tưởng. Rất nhiều thuyền cầm lái thuyền trưởng yên lòng về sau. Trong đó có mấy tên thuyền trưởng lại là sắc mặt ngưng trọng lập tức là về tới khống chế trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt bên trong bọn hắn đều nhau nhau lấy ra mình lệnh bài quán chú linh khí về sau đánh vào trước mặt trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt bên trong đồng thời lệnh bài bên trong cũng sớm đã tiềm ẩn định tốt lực lượng phun trào mà ra theo sớm bố trí tốt lực lượng bắn ra về sau trước mặt trận pháp đầu mối then chốt bên trong lóng lánh đặc biệt quang mang quang mang kia lóng lánh, đặc biệt trận pháp phù văn văn tự cũng là không ngừng bật lên mà ra. Du tàu tại trong đó. Bên trong lực lượng, đúng là bọn họ tam điện hạ từ Việt Phong sớm lưu lại, mấy người bọn hắn đều. Là tâm phúc bên trong tâm phúc, từ nhỏ đi theo điện hạ cùng nhau lớn lên. Chỉ là có rất ít người sẽ biết đám người này chân chính thân phận, ngoại nhân xem ra. Chỉ là từ Việt Phong dưới chướng nhận có trọng một thành viên, trên thực tế lại là từ nhỏ cũng đã đem hết thầy kính dâng tử sĩ, mà bọn hắn hiện tại làm ra hết thầy. Đều là tự mình điện hạ tử Việt Phong đã sớm sớm dặn dò qua, một. Khi xuất hiện cái gì dị dạng, bất kể như thế nào. Trước đem lệnh bài này bên trong ta còn sót lại lực lượng đánh vào trận pháp đầu mối then chốt. Hạch tâm bên trong, phàm là có bất kỳ người, thậm chí là địa vị không tầm thường người. Trấn an các ngươi, đều muốn làm như vậy, nghe vào lý do càng bình thường càng chính làm càng phải như thế đi làm những này từ tử sĩ đảm đương thuyền trưởng trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước điện hạ tử việt phong bàn giao bọn hắn lời nói ánh mắt càng là nhìn chăm chú trước mặt trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt nhìn bên trong trận pháp văn tự đang nhấp nháy vận chuyển càng thêm bình thường trong lòng mới yên tâm lại sau đó bọn hắn cũng là tiếp tục dựa theo điện hạ phân phó đi làm nhất định chuẩn bị. Rõ ràng bọn họ đều là tại đội tàu ở trong khác biệt địa phương. Lẫn nhau khoảng cách thậm chí còn có một chút xa, có thể riêng phần mình ăn ý lại là 10. Phần, hành động bắt đầu thời điểm tân tự không đồng nhất. Động tác cơ bản giống nhau, cùng lúc đó, chủ hạm phía trên bong thuyền. Tử Việt Phong vẫn như cũ là đứng tại chỗ. Không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn bên người không biết lúc nào đã là hội tụ không ít người, trên thân tản ra khí tức. Hiển lộ rõ ràng ra đám này tồn tại thực lực bất phàm, đồng thời những người này mặc trên người quần áo cũng đều có khác biệt, có đội tàu phía trên phụ trách nấu nướng đầu bếp. Cũng có tạp dịch, cũng có quân hộ vệ, tình huống thế nào? Dương Phi Hàng thân ảnh từ nơi không xa tới, xuất hiện ở cái này chủ hạm phía trên trước. Mắt chúng ta điện hạ còn không có động tác, trung thực có một ít dị thường tại bên cạnh nhìn chằm chằm chu du viễn chật chật có tiếng hướng phía tử việt phong phương hướng ra hiệu dương phi hằng cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tử việt phong nhìn thấy đối phương vẫn là như là thường ngày bình tĩnh đứng tại cái kia khóe miệng chính mang theo không hiểu tiếu dung nhìn lấy mình không nghĩ tới ngươi cũng là tàng võ người a một lát sau tử việt phong nhẹ nhàng lắc đầu hiển nhiên đối diện trước kết quả này mười phần ngoài ý muốn kỳ thật ở bên cạnh hắn người tử việt phong là có một phần hoài nghi danh sách chu du viễn là trong đó có một cái nhưng là dương phi hàng quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn đều vì mình chủ thôi bất quá bằng vào ta đối điện hạ hiểu rõ ngài hẳn là sẽ không như thế ngồi chờ chết mới là dương phi hàng thản nhiên nhìn xem tử việt phong chân mày hơi nhíu lại điện hạ mặc kệ ngươi có động tác gì vẫn là từ bỏ tốt chúng ta nếu như đã động thủ tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị thậm chí so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ nếu là điện hạ thành thật một chút giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề nghe được dương phi hàng lời này từ việt phong cười bắt đầu giữ được tính mạng khả năng sao ta là nhân hoàng cháu tại vị diện chiến trường bố trí những cái kia trận pháp đã sớm trở thành các ngươi tàng võ muốn trừ cho sướng người, bực. Này tình hình, người ta đều tâm lý minh bạch, giờ này khác này. Còn cần loại này hoang ngôn tới khuyên hàng, không cảm thấy rất buồn cười đúng không, nhưng... Mà, Dương Phi hàng lại là không ở lắc đầu, điện hạ không hiểu. Ngài nếu là thành tâm đầu hàng lời nói, giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề, thậm. Chí tại không lâu tương lai, tại tàng võ rực rỡ hào quang phát huy tự thân tài hoa cũng không thành vấn đề, ngài. Chẳng lẽ cả đời này, thật chỉ tính toán làm một cái thế tử mà thôi sao, đi. Theo ngài bên người lâu như vậy, người mới XXX chúng ta đều rất rõ ràng. Nhân hoàng chết còn có ngươi bậc cha chú những hoàng tử kia ép ngươi một đầu, đến. Phiên ngươi, khi nào mới có thể tử. Việt Phong vuốt ve tay, không có lên tiếng âm thanh, cũng không phải hắn tâm động mà là nghi hoặc tàng võ thế hệ, làm sao đến mức như thế chắc chắn. Hắn đầu hàng liền có thể bảo tồn tính mệnh từ đối phương ngôn ngữ cùng thần thái. Không giống như là đang nói láo, cũng không giống là trò lừa gạt. Ngược lại giống đang trần thuật sự thật như thế nào khả năng từ Việt Phong không hiểu được. Mà ngay vào lúc này, tinh môn đến, to như vậy đội tàu tới gần, đội tàu bên trên cờ xí. Càng là đại biểu hắn thân phận, chấn thủ tinh môn thái thượng hoàng đình hộ vệ cũng không dám ngăn cản, tùy ý hắn thông qua. Chương 903, đã tại ta dự phán bên trong. Giờ phút này, tử Việt Phong khổng lồ đội tàu xuyên qua tinh môn. Thuộc về châu cùng châu ở giữa giới hạn, cho nên, nơi đây khổng lồ nguy nga. To như vậy đội tàu thông hành mà qua, dễ dàng, theo đội tàu tiến vào tinh môn bên trong. Truyền tống lấp lóe mà ra không gian ba động. Không ngừng xé rách đụng chạm lấy đội tàu phía trên trận pháp bình chướng không ngừng làm hao mòn, nhìn bực này tình hình. Chu Du Viễn còn có Dương Phi Hàng hai người đều là hài lòng gật đầu, đợi đến đội tàu triệt đề. Thông qua được tinh môn về sau, thủ hộ trận Pháp sẽ triệt để vỡ vụn, cái này. Bản thân là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận, tam điện hạ tử Việt Phong, am hiểu trận Pháp. Đạo này nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, đồng thời cực kỳ quỷ dị. Ý nghĩ kỳ diệu để cho người ta nhìn không thấu, cho dù là bọn họ khống chế trận Pháp một bộ phận thậm chí có thể điều động một chút trận pháp nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám hành động. Thiếu suy nghĩ qua lại kinh lịch phi thường rõ ràng nói cho bọn hắn. Chớ xem thường tử Việt Phong ai biết hắn tại trong trận pháp. Lưu lại hậu thủ gì, đây cũng là vì cái gì, bọn hắn lợi dụng đạt được trưởng khống quyền. Chỉ là đơn thuần đem trận pháp dùng đội tàu trận hình chống ra. Đặt một cái sụp đổ biên giới, sau đó lợi dụng tinh môn truyền tống quá trình không gian tê liệt lực lượng từ đó làm hao mòn trận pháp dạng này không trực tiếp tiếp xúc coi như trên đường xuất hiện vấn đề gì cũng có thời gian đi phản ứng đồng thời cũng không phải là mình tự mình tiếp xúc cũng có thể giảm thiếu từ việt phong phản chế thủ đoạn dù sao tiềm phục tại từ việt phong bên người nhiều năm như vậy bọn hắn hiểu rất rõ vị này điện hạ thủ đoạn hắn trận pháp rất nhiều thủ đoạn càng nhiều không phải lợi dụng thiên địa lực lượng cũng không phải lợi dụng đất trời bốn phía hoàn cảnh càng nhiều là nhằm vào một thân đây cũng là bọn hắn hành động một cái chuẩn tắc tận lực tránh cho tự mình động thủ chỉ có thể nói các ngươi không hổ là đi theo ta bên người nhiều năm như vậy làm việc quả nhiên cẩn thận thủ đoạn cũng rất là khéo đáng giá tán thưởng tử việt phong chắp hai tay sau lưng vẫn như cũ đứng tại bong thuyền phía trên bất động, hắn không ngừng đánh giá to như vậy đội tàu. Xuyên qua tinh môn quá trình bên trong, trận pháp bảo vệ bình chướng không ngừng bị mài mòn lấy, thông qua đơn giản phán đoán. Đợi đến đội tàu triệt để thông qua tinh môn về sau. Thủ hộ đội tàu trận pháp sợ rằng sẽ triệt để nổ tung vỡ vụn xem. Ra, những năm này đi theo ta bên người. Các ngươi trận pháp tạo nghệ cũng là có chỗ đề thăng A, Liên quan đến tại trận pháp cường độ phán đoán, đều có thể làm đến như thế chuẩn xác. Thân là tàng võ người thật đúng là đáng tiếc. Lúc đầu dưới trướng không sai thủ hạ, bây giờ lại là muốn tự tay cầm xuống. Thật sự là đáng tiếc rất tử Việt Phong trong miệng nói liên miên lải nhải Nói không ngừng thời điểm, cái này khổng lồ đội tàu đã thành công xuyên qua tinh môn, cơ hồ là. Tại cái này khổng lồ đội tàu rời đi tinh môn trong nháy mắt. Phía trên quanh quẩn lấy trận pháp bình chướng giờ khác này cũng giống như là đạt đến cực hạn, soạt soạt, thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Từ bình chướng nổi lên hiện ra, vết dạn giống như mạng nhện. Tràn ngập vỡ ra hiện ra tại toàn bộ đội tàu bên trên trong trận pháp, phanh, đợi đến cái này đội. Tàu mỗi một chiếc thuyền đều đến bóng tối này tinh không, nổ tung thanh âm. Cũng là tùy theo xuất hiện, thủ hộ lấy cái này đội tàu cường hoành trận pháp. Triệt để tan dã ra, xảy ra bất ngờ động tĩnh, để đội tàu ở trong không ít người đều nhao nhao ngửa đầu hướng phía trên không nhìn lại trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc rất hiển nhiên bọn hắn không cách nào tưởng tượng có tự mình điện hạ tọa chấn đội tàu trận pháp sẽ triệt để nổ tung đơn giản không thể tưởng tượng nổi xem ra thật xảy ra chuyện những cái kia từ tử sĩ đảm đương thuyền trưởng khi nhìn đến trận pháp tình huống trong lòng căng thẳng lập tức kịp phản ứng còn không chờ bọn họ có hành động thời điểm lại nhìn thấy đội tàu bên trong có cái khác thuyền bỗng nhiên là thoát ly mình đội ngũ bắt đầu hướng phía nơi xa tinh không phương hướng đi thuyền quá khứ cũng không biết những này thuyền đến cùng là bởi vì cái gì mà bỗng nhiên thoát ly đội ngũ đồng thời đi hướng địa phương nào mà từ việt phong bên này đồng dạng phát hiện bỗng nhiên rời đi những cái kia thuyền hơi chút suy nghĩ về sau đại khái liền đoán được nguyên nhân xem ra các ngươi kế hoạch là mượn nhờ ta đội tàu cùng thân phận từ đó thần không biết quỷ không hay tới gần lưu sơn phủ đúng không dạng này lời nói cũng có thể để lưu sơn phủ người phẳng phất đề phòng không đến mức ở nửa đường bên trên liền ngăn cản các ngươi tiến lên thậm chí còn dự định lợi dụng ta thuyền trận pháp đến động thủ dù sao cũng là thuộc về tàng linh trận pháp kỹ thuật liền xem như bạo phát huy năng lời nói giữa thiên địa cũng sẽ không có cái gì áp chế lực giỏi tính toán tử Việt Phong lời nói cũng không có để Chu Du Viễn còn có Dương Phi Hằng trên mặt toát ra cái gì. Hoan hỉ thần sắc ngược lại là thần sắc càng thêm ngưng trọng đến lúc này. Tử Việt Phong còn như thế bình tĩnh nếu như không phải sợ choáng váng. Liền là hắn trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị. Thân là đi theo đối phương nhiều năm như vậy thủ hạ. Chu Du Viễn còn có Dương Phi Hằng quá rõ ràng tự mình điện hạ bây giờ lộ ra biểu lộ đến cùng ý vị như thế nào, đại biểu cho dưới mắt tình huống. Còn không có thoát ly hắn khống chế, thậm chí sớm đã có đoán trước. Đồng thời có nhất định phản chế chi pháp, điện hạ, đây là đại thế, người không ngăn cản nổi. Chu Du Viễn mở miệng lần nữa, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt tử Việt Phong. Người bây giờ coi như phản kháng, cũng là tốn công vô ích, huống. Chỉ những này thuyền phía trên, thế nhưng là có rất nhiều vô tội người, lời này để tử việt phong cười nhẹ nhàng lắc đầu ngươi sẽ không phải cho rằng ta chọn để thuyền tự bạo ngu xuẩn như vậy thủ đoạn a rằng đến nơi này thời điểm tử việt phong lại lần nữa nhìn quanh lên bốn phía đến cách đó không xa hắc ám tinh không bên trong không ngừng có đủ loại phi hành linh khí tới gần phía trên đồng dạng là lóe ra trận pháp quang mang cho người ta cảm giác giống như là trong bóng tối sáng lên chấm chấm đầy sao nương theo lấy những này cái gọi là đầy sao tới gần về sau tử việt phong có thể cấp tốc nhận ra những này phi hành linh khí sở thuộc thế lực là cái gì mà chính là nhận ra về sau tử việt phong mới phát giác được có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới thái thượng hoàng đình bên trong các ngươi tàng võ ẩn núp nhiều như vậy người thật đúng là làm cho người tán thưởng bớt quá cũng thật đúng là làm khó các ngươi trốn đông trốn tây như là trong khe cống ngầm chuột nhòm ngó trong bóng tối nhiều năm như vậy bây giờ dốc toàn bộ lực lượng cũng là chuyện tốt tiết kiệm thời gian không cần từng cái đi đem các ngươi cho bắt tới tử việt phong lời nói cùng tự tin thần thái để chu du viễn cùng dương phi hằng trong nội tâm dâng lên một cỗ không ổn cảm xúc dương phi hằng trực tiếp mở miệng lo lắng hô to tử việt phong ngươi không cần hư trương thanh thế bây giờ ngươi cái này đội tàu trận pháp bảo vệ đã bài trừ tại chúng ta nhiều người như vậy vây công phía dưới, người căn bản không bất kỳ hy vọng, bên. Cạnh Chu Du Viễn càng là thể nội linh khí có chút chấn động, trong tay không biết lúc nào. Đã hiện ra một thanh linh khí binh khí. Cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt tử Việt Phong, một khi đối phương có cái gì dư thừa động tác. Hắn sẽ lập tức động thủ, trận pháp phá. Tử Việt Phong trên mặt không chịu được lộ ra mỉm cười, nếu như nói. Trận pháp mới vừa vặn hình thành đâu, nói lên đến, còn muốn cảm tạ các ngươi lái đi những cái kia thuyền. Chương 904, Bát Quái Trưởng Theo từ Việt Phong tiếng nói vừa ra, đội tàu ở trong từng chiếc từng chiếc thuyền bên trong. Không ngừng có trận pháp văn tự phù văn nổi lên, những trận pháp này phù văn văn tự phía trên. Lé ra màu xanh thảm quang mang. Chói lóa mắt ẩm ẩm, nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh nổi lên về sau. Những này thuyền phía trên, liền có màu xanh thẳm trận pháp cột sáng. Phóng lên tận trời, xa xa nhìn qua cho người ta cảm giác tựa như là kinh thiên trụ lớn. Có thể chống ra cái này một phương thiên địa, ông, run dày thanh âm nổi lên. Nguyên bản đã biến mất trận pháp bảo vệ. Bỗng nhiên lại lần nữa nổi lên, đồng thời những trận pháp này tỏa ra về sau. Nổi lên uy năng ba động so với quá khứ còn muốn càng mạnh cường hãn, cơ hồ là những trận pháp này phù văn phun trào mà ra bốc lên hướng lên phía trên đồng thời chu du viễn còn có dương phi hàng bọn người đều là sắc mặt kịch biến không thể tin hướng phía xung quanh nhìn sang hoảng sợ tri cực đây chính là tam điện hạ chuẩn bị ở sau sao sớm tại bắt đầu thời điểm liền đã sớm bố trí xong tử việt phong chậm rãi mở miệng hướng về phía chu du viễn còn có dương phi hàng phương hướng trông đi qua chật chật có tiếng chỉ cần các ngươi hạ lệnh để cái này thuyền rời xa lời nói trận pháp liền có thể bình yên khởi động coi như các ngươi không hạ lệnh thuyền rời đi trận pháp này làm theo sẽ như thường vận chuyển giàng đến nơi này tử việt phong dùng một loại nghiền ngẫm tiếu dung nhìn xem trước mặt hai người như vậy các ngươi cũng là xem như cá trong chậu thuận tiện lấy còn đem âm thầm thế hệ dẫn tới để cho ta một mẻ hốt gọn đề Cặp nơi đây thời điểm, tử Việt Phong ánh mắt cũng là liếc nhìn bốn phía. Hướng phía nơi xa lờ mờ bên trong, nhìn xem những này súng lại tới phi hành linh khí. Trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có tiếu dung đến, giờ phút này Chu Du viễn cùng Dương Phi. Hàng mới hiểu được cái này từ Việt Phong rõ ràng là cố ý hành động. Thuận tiện đem mình xem như mồi nhử, đem âm thầm người dẫn ra một bộ phận phía trước đi lưu sơn phủ trên nửa đường, thuận tiện sớm suy yếu bọn hắn lực lượng. Tìm một chút bọn hắn hư thực theo trong lòng bọn họ suy nghĩ thời điểm. Trước mặt cái này to như vậy đội tàu phía trên trận Pháp đã triệt để thành hình. Hóa thành màu xanh thẳm màn sáng bao phủ đội tàu phía trên, nguyên bản xung quanh hắc ám tinh. Không bên trong, súng lại tới phi hành linh khí. Một bộ phận đều ngăn không được vọt tới trước sức mạnh đụng vào cái này hình thành phòng ngự bình chướng phía trên, ầm ầm, theo bạo liệt tiếng oanh. Minh, từng đoàn từng đoàn ánh lửa, đều là nhao nhao thiêu đốt mà lên. Nhảy vào tại cái này hắc ám giữa không trung. Tam điện hạ, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm một việc. Lúc này, Dương Phi Hàng trong mắt bỗng nhiên là hiện ra thâm độc ánh mắt. Ngài mặc dù trận pháp vô song, nhưng là chân chính thiết thân chém giết bản sự. Tựa hồ rất yếu a à, cùng lúc đó, bên cạnh Chu Du Viễn trong mắt cũng là nổi lên ngoan lệ chi thân, quanh thân đại đạo chi lực. Loáng thoáng tại oanh minh rung động. Điện hạ, ngươi bây giờ lẻ loi một mình, chỉ sợ là ngăn không được chúng ta. Chu du viễn tiếng nói vừa ra, cả người cũng là bộc phát ra tốc độ. Hướng phía trước mặt tử Việt Phong chém giết tới, đối mặt chém giết tới Chu du viễn. Tử Việt Phong trên mặt không có chút nào bối rối, ngược lại là trêu tức cười bắt đầu, biết. Không, nhân hoàng gia gia đã từng thế hệ thu đồ đệ truyền thụ qua ta một cái rất đặc thù bản sự. Tử Việt Phong thở sâu, ánh mắt đột nhiên sắc bén, bá trùng sát Chu Du Viễn bỗng nhiên thân hình. Run lên, bỏ qua Tử Việt Phong, trên mặt không thể tin, bên tai. Càng là truyền đến đối phương thanh âm, bát quái trưởng. Trường 905, ẩn tàng rất sâu. Tử Việt Phong mở miệng nói chuyện đồng thời. Hắn đối diện chém giết tới Chu Du Viễn trên thân cũng nổi lên biến hóa, hắn hai chân bên trên mặc màu xanh dày bó bên trên. Bỗng nhiên hiện ra quỷ dị hoa văn, có thanh phong hiển hiện, hô hô hô. Cuồng phong gào thét thanh âm xuất hiện, khởi sướng công kích chu du viễn trên thân. Lưu chuyển trường phong cùng sau người hiển hiện đại đạo lý lẽ, dung hợp lẫn nhau. Gia trì tại trên người hắn, toàn thân bốc lên thanh quang chu du viễn tốc độ lại lần nữa bộc phát, cơ hồ biến mất ngay tại chỗ, hưu, thân hình vọt tới trước tiếng xé. Gió nổi lên, chu du viễn trong nháy mắt là lướt qua trước mặt tử Việt Phong. Tay đột nhiên hướng phía đối phương cổ họng thẻ tới, một cái tay khác. Thì là ngưng tụ vặn vẹo vòng xoáy màu xanh. Hướng phía hắn đan điền phương hướng đập nện, xong dây tiến công. Chu Du Viễn là muốn trọng thương tử Việt Phong bắt sống, ngay tại Chu Du Viễn khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cảm thấy sự tình hoàn thành dễ như trở bàn tay thời điểm. Tay, lại bắt hụt trước mặt tử Việt Phong thân hình hóa thành tàn ảnh. Tại hắn tay lướt qua thời điểm, chậm rãi tiêu tán ra. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, vồ hụt chu du viễn trên mặt. Tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Dựa theo hắn hiểu biết tử Việt Phong chiến lực khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới. Muốn tránh né hắn tiến công gần như không có khả năng, huống chi hắn động thủ thời điểm cơ hồ là bạo phát toàn bộ lực lượng, tính bên trên là đem hết toàn lực, nhưng vì cái gì? Cần, thận sau lưng, ngay tại Chu Du Viễn ngây người thời điểm. Bên cạnh Dương Phi Hằng đã chừng lớn lấy hai mắt, nhịn không được la lên, vang lên bên tai Dương Phi Hằng tiếng la. Chu Du Viễn đầu tiên là sững sờ, còn không đợi hắn nghiêng đầu lại thời điểm. Phía sau liền đã bị trọng kích, phanh mãnh liệt lực trùng kích từ sau móc lốp đến, đồng thời có quỷ dị lực lượng quán triệt mà đến. Đánh vào hắn trong thân thể, trong lúc đó đụng phải một trưởng này oanh kích chu du viễn. Đằng không mà lên thời điểm, cưỡng ép khống chế mình thân thể đảo ngược, thình lình phát hiện tử. Việt Phong không biết lúc nào. Đã đến mình sau lưng, chỉ là hắn cái này vừa chừng mắt thời điểm. Đã thấy đến trước mặt tử Việt Phong thân thể đã bắt đầu vặn vẹo tan rã thình lình vẫn là tàn ảnh mà hắn bản tôn chỗ lại đã sớm không có ở đây tại chỗ người đâu đây là chu du viễn phản ứng đầu tiên chỉ là giờ khác này hắn dư quang lại là thoáng nhìn cách đó không xa dương phi hàng bên cạnh thân không biết lúc nào tử việt phong đã xuất hiện không tốt trong lòng kinh ngạc chu du viễn há miệng liền muốn nhắc nhở còn không đợi hắn lên tiếng thể nội cỗ lực lượng kia ầm vang bộc phát lúc này hắn kinh hãi phát hiện mình phía sau lưng không biết lúc nào. Không ngừng có trận pháp phù văn xiềng xích sinh trưởng mà ra. Giống như là bạch tuộc đưa ra mình móng vuốt. Đem hắn thân thể triệt đề bao khỏa tại ở giữa, trận pháp phong ấn, chu du viễn kém chút không có. Trách mắng âm thanh đến, đây coi như là cái gì quỷ dị chiêu thức. Vì cái gì một trưởng đánh vào mình trên thân. Ngược lại sẽ có trận pháp khác lên đến A, với lại ngắn như vậy thời gian bên trong lại còn có thể hình thành phong ấn trận pháp đem hắn triệt đề bao khỏa, không chỉ có như thế. Hắn còn có thể rõ ràng nhìn thấy. Cách đó không xa Dương Phi Hằng tại tiếp xúc gần gũi tử Việt Phong về sau. Chỉ là đối đầu một trưởng liền đã tan tác xuống tới, cái kia nổi lên đại đạo chi lực. Căn bản không biện pháp kháng trụ đến từ tử Việt Phong lực lượng khổng lồ. Chấn động không ngớt, ngay cả một cái đều không chống đỡ được bọn hắn điện hạ tử Việt Phong lúc nào có dạng này lực lượng giấu thật sâu a. À. Chương 906, kéo dài bước chân. Dương Phi Hằng bị oanh bay ra ngoài về sau. Cả người trên thân lại lần nữa là bắn ra quỷ dị linh khí rực rỡ ba động đồng thời. Thuộc về từ Việt Phong võ đạo ý chí, trong nháy mắt là bộc phát ra. Hóa thành liên hoàn trận pháp, lăng không mà lên, hiện ra ở giữa không trung ở trong, rầm rầm. Nương theo lấy, xiềng xích thanh âm nổi lên cái kia lăng không mà lên dương phi hàng trên thân. Không ngừng có trận pháp xiềng xích nổi lên, hóa thành phong ấn trận pháp. Đem hắn toàn bộ thân hình đều là bao khỏa tại ở giữa, cơ hồ là cái này trong nháy mắt. Nơi xa, Lưu Sơn Phủ ở trong, Tiêu Thiên Chính lười biếng nằm tại trên ghế nằm mặt. Đung đưa mình chân bắt chéo, bên cạnh bàn phía trên. Đó là trưng bày không thiếu đồ ăn, mà hắn thảnh thơi ăn đồ vật hơn nữa là nhìn cách đó không xa giữa không trung bên kia kịch liệt chém giết vẫn còn tiếp tục lấy tiêu thiên lấy tự thân võ đạo ý chí bao phủ một mảnh khổng lồ khu vực năm tên nữ đế ngay tại cái kia khu vực bên trong cùng áo bào đen thân ảnh chém giết phấn chiến lấy bóng đen tự nhiên là tiêu thiên rút mình một sợi lông hóa thành thân ngoại hóa thân bây giờ có tiêu thiên cái này tuyệt hảo bồi luyện đám người làm sao lại buông tha duy nhất vấn đề liền là tiêu thiên thân ngoại hóa thân quá mức mạnh mẽ so với lần thứ nhất hóa thân đến nói còn kinh khủng hơn rất nhiều cuối cùng nghĩ biện pháp thời điểm vẫn là lạc nữ ái đưa ra hữu hiệu biện pháp giải quyết đã tiêu ca ca một cái lông tơ thân ngoại hóa thân rất mạnh lời nói như vậy đem lông tơ biến thành hai đoạn biến trong đó một nửa không được sao cơ hồ là nàng tiếng nói vừa ra thời điểm cái khác bốn tên nữ đế đều nhao nhao hướng phía nàng phương hướng nhìn lại nhất là tử nhược yên trong mắt càng là toát ra một cái vui mừng biểu lộ cho người ta cảm giác giống như là tự mình ngốc cô nương rốt cục trưởng thành mà tại trong quá trình này tiêu thiên cũng là vui với lười biếng ở bên cạnh vui sướng mò cá ở trong ngay tại nơi xa tử việt phong động thủ bộc phát võ đạo ý chí trong nháy mắt bản thân đang lười biếng tiêu thiên lập tức là ngồi dậy Đến, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, võ đạo ý chí. Tiêu Thiên phảng phất là gặp quỷ. Trên cái thế giới này làm sao có thể có hắn, không biết võ đạo ý chí xuất hiện, phải biết. Trên cái thế giới này võ đạo ý chí. Toàn bộ bắt nguồn từ hắn cái này đầu nguồn, hắn có thể phát giác được võ đạo ý chí. Toàn bộ đều bắt nguồn từ hắn. Cho dù là nhân hoàng tử cực vô địch động thủ thời điểm, tiêu thiên đều có thể rõ ràng phát giác được đối phương xuất thủ tình hình dù sao tử cực vô địch cái lão nhân này lúc trước linh hồn lén qua đến quê hương mình cùng mình cùng tên chọc sinh hoạt chung một chỗ thời điểm một chút công phu quyền cước đều là mình cùng con thỏ giáo cho nên hắn võ đạo ý chí bật hết hỏa lực nổi lên thời điểm mình liền đã cảm nhận được đối phương tồn tại mà lần này cảm nhận được võ đạo ý chí lại là hoàn toàn mới tồn tại cũng không cảm nhận được qua cũng không phải mình điểm hóa không chỉ là có quen thuộc hương vị còn có một loại mười phần lạ lẫm cảm giác tiêu thiên hơi giải phóng một cái mình cảm giác mắt sáng như đuốc hướng phía cảm giác được địa phương nhìn sang bát quái trường tiêu thiên liếc mắt nhìn qua thời điểm liền thấy triển khai tư thế tử việt phong nhìn thấy đối phương bộ dáng lập tức liền minh bạch đối phương thi triển chiêu thức là cái gì, mà cái này nếu như hắn nhớ kỹ không sai lời nói. Mình là truyền thụ đã từng dạy qua còn tại địa cầu là lão đầu từ thời kỳ tử cực vô địch chỉ. Tiếc đối phương thiên phú mặc dù phi thường cao, bất quá tu hành bát quái trưởng thời điểm. Cũng không áp dụng, cứ việc cái gì đều nhớ. Sử dụng đến lại là không có cái mùi kia, bát quái trưởng là trưởng pháp biến hóa. Thân hình du tẩu một loại đường đi, biến hóa khó lường, linh hoạt rất. So sánh với nhau, tử cực vô địch cái lão nhân này phong cách liền là đại thế đẻ người. Điên cuồng công kích loại kia con đường thích nhất, cương mãnh chiêu thức từng cái đều học được. Một lần, sau đó hỗn tạp cùng một chỗ. Tạo thành mình cuồng mãnh tiến công một loại quyền pháp, đơn giản đến nói. Liền là, mù mấy, văn minh, đánh, cho nên tử cực vô địch là nhớ kỹ bát quái trưởng đánh như. Thế nào luyện thế nào, nhưng dùng không giống, nhìn kỹ đến cái bộ dáng này cùng tử nhược yên có chút tương tự ra hòa không chỉ là đem bát quái trưởng thi triển lô hỏa thuần thanh đồng thời còn dung nhập mình đường đi nhìn bốn phía không ngừng có mai phục vệ quân tướng sĩ xông lên trước đối với hắn vây công mà người này thân hình thì là du tàu tại ngay trong bọn họ sờ không được bắt không đến ngược lại là không ngừng xuất trưởng linh khí chấn động phía dưới có phong ấn trận pháp nổi lên, đem quanh chúng người phong kín tại ở giữa, xem ra. Người này là đem phong ấn trận pháp bản sự, dung nhập mình trưởng pháp ở trong, sau đó. Từ những cái kia vây công người trong miệng ngôn ngữ. Tiêu Thiên cũng là biết người này thân phận từ Việt Phong, Đại Đức Đế Tuyết Hán trong miệng. Từ chất không tầm thường, nhân hoàng tử cực vô địch thế hệ con cháu bên trong đệ nhất nhân. Xem ra, lão đầu tử là nhìn xem từ Việt Phong có ngày phân đem bát quái trưởng truyền thụ cho hắn rồi tiêu thiên một bên nhìn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thấy phi thường huyền diệu hắn ngược lại là không nghĩ tới ở cái thế giới này phía trên có người có thể tu hành võ đạo đồng thời kỹ nghệ tinh tiến đến trình độ này thiên phú không tầm thường duy nhất vấn đề chính là không có mình điểm hóa tiến bộ tốc độ quá chậm có thể ỉ vào vẫn là tự thân tu vi bát quái trưởng mang đến cho hắn liền là trong đó đặc tính chỗ đặc thù còn không có đem võ đạo ý chí uy năng chân chính phát huy ra nếu không lời nói làm sao đến mức để hắn tự mình xuất thủ trước không vội mà giúp hắn nhìn lại một chút tình huống tiêu thiên vốt ve mình cái cầm, một bên suy nghĩ một bên lẩm bẩm đồng thời nhìn trái phải nhìn đánh giá từ việt phong bốn phía cách đó không xa trong hắc ám Nhìn xem còn có hay không cái gì mai phục nhân thủ mới đúng, vạn nhất có cái gì cạm bẫy. Có cái gì tính nhắm vào uy hiếp đâu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cứ việc mình có thể xưng vô địch nhưng không có chuyện gì là mười phần chắc chín. Chân chính có thể nói bên trên là ổn định đồ vật, chỉ có mình, cùng lúc đó, phanh. Phanh, phanh, không ngừng có tiếng oanh kích. Giao thủ thanh âm tại cái kia thuyền phía trên nổi lên, đồng thời nương theo lấy kịch liệt va chạm thanh âm nổi lên, có bóng người nhao nhao đằng không mà lên. Trên thân nương theo lấy phong ấn trận pháp nổi lên, cách đó không xa. Hướng về bên này nhìn qua người, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Ánh mắt ở trong cũng là lấp lóe không yên, tựa như là gặp được cái gì cổ quái đồ vật, dù sao. Tại bọn hắn trong ấn tượng, tam điện hạ tử Việt Phong am hiểu là trận pháp mà không phải chém giết gần người dạng này công phu quyền cước dưới mắt làm sao như vậy dữ dội. Không cầm nổi, đã bị đánh bại Dương Phi Hằng cùng Chu Du Viễn bên người. Đã là xuất hiện một cái nam tử, trong tay chính cầm một cái trận bàn. Hóa thành phù văn không ngừng công phạt trên người bọn họ phong ấn trận pháp xiềng xích bên. Cạnh thì là có không thiếu thân ảnh vây giết tới. Hướng phía tử Việt Phong khởi sướng mãnh liệt tiến công, chỉ tiếc bọn hắn vây công cũng không có khả năng có hiệu quả, duy nhất có thể làm đến sự tình. Liền là kéo dài từ Việt Phong bước chân thôi. Chương 907, tại sao có thể như vậy? Tử Việt Phong thân hình biến hóa khó lường, trong đám người du tẩu, vị này vây công người. Căn bản là nhìn không thấu hắn biến hóa, thường xuyên vây giết quá khứ. Trước mặt tử Việt Phong thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa, quỷ dị lại thần kịch còn có người rõ ràng động thủ đánh là từ việt phong đợi đến đánh chúng thời điểm lại phát hiện đánh chúng ngược lại là người một nhà từ việt phong thân hình đã hóa thành tàn ảnh mơ mơ hồ hồ biến mất không thấy gì nữa càng có một ít người đánh lấy đánh lấy lại phát hiện mình đầu óc choáng váng lên lại ngẩng đầu thời điểm phát hiện mình đã đi ra vòng vây ra đến bên ngoài tới chỗ nào còn có mình muốn tiến công từ việt phong thân ảnh duy chỉ có cái kia đằng sau vào sân người mới là đầu lớn như trâu, rõ ràng là đến tiếp sau đến đây tiến công người, lúc đầu tính hảo hảo. Mới vừa vặn dậm chân tiến lên thời điểm, trước mặt liền gặp được tử Việt Phong, đối diện. Liền là một bàn tay tới, phiến tại mình trên mặt, đánh trả hết nợ giòn vang sáng. Làm cho người ghé mắt, lại về sau liền là có phong ấn trận pháp phù văn xiềng xích. Từ thể nội bật lên mà ra, đem mình trói cực kỳ chặt chẽ trực tiếp cắm tới đất bên trên càng có hay không hơn hình lực lượng dẫn dắt mình để hắn lộn ngã lấy ra ngoài bị thua cũng không quan trọng chết cũng không quan hệ nhưng loại này bị đánh phương thức thật sự là quá mức khuất nhục để cho người ta khó mà tiếp nhận thật mất thể diện a à, bất quá động thủ từ việt phong nhưng không biết những này bại tướng dưới tay tâm lý hoạt động ngược lại là theo đánh tan người càng ngày càng nhiều hắn biểu lộ cũng càng ngày càng khó coi bắt đầu thầm thấu trình độ, thế mà nghiêm trọng như vậy sao?" Tử Việt Phong trong miệng nỉ non, tựa hồ có chút không quá nguyện ý tin tưởng mình nhìn thấy cái này từng khuôn mặt. Từ những người này ăn mặc phía trên đến xem, Tử Việt Phong đã đại khái biết đám người này lai lịch, mình tùy hành vệ đội quân sĩ bên trong. Có tàng võ người tiềm ẩn, cũng không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phải là khoe. Khoang, trên thực tế đến nói, Tử Việt Phong là tàng võ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bên người người ở trong bị sắp xếp tàng võ bên trong người rất bình thường nhưng cái này thân vệ bên trong thế mà còn có đến từ tàng võ tiềm ẩn người liền để tử việt phong khó có thể tin không thể nào hiểu được phải biết mình thân vệ chọn lựa đến phi thường nghiêm ngặt đó là xuất thân lai lịch trong sạch đi lên muốn ngược dòng tìm hiểu đệ ngũ nhiều thân phận bối cảnh cũng muốn rõ ràng minh bạch chọn lựa vẫn là đứa bé từ nhỏ nhìn thấy đại dạng này người thế mà cũng sẽ xảy ra vấn đề cực kỳ quỷ dị bất quá tử việt phong cũng phát hiện những người này ở trong điểm giống nhau bọn hắn tại thân vệ bên trong địa vị đã trên trung đẳng lên chức kinh lịch đều là lập qua công lao duy nhất vấn đề liền là bọn hắn công lao thiên hướng về hảo vận một chút xíu bây giờ đang tự hỏi nghĩ đến bọn hắn công lao này đến không phải vận khí mà là cố ý an bài, cũng hoặc là đến nói bọn hắn tại lập công chuyện này quá trình bên trong. Chuyện gì xảy ra, trừ cái đó ra, còn để tử Việt Phong cảm thấy vấn đề không nhỏ địa phương. Chính là vây công người bên trong. Thế mà còn ra phát hiện tinh môn bên này thủ vệ, ngự châu bên trong, phụ trách tuần sát tuần vệ. Chấn thủ biên giới châu vệ người đều có xuất hiện, còn có một số bên này thương hội người các nơi phủ bên trong người, đều nhất nhất có chỗ nổi lên, từ Việt Phong ký ức thế nhưng là tốt. Rất cách đó không xa cầm đầu lực trận quan chiến quan sát người bên trong. Chỉ sợ sẽ là những này vây công các phương dẫn đầu thế hệ, đám này người dẫn đầu. Từng tại hắn đại hôn bên trên, cũng còn tới bái kiến lễ, cho dù là gặp một lần. Tử Việt Phong đều có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, như vậy dưới mắt bầy ở từ Việt Phong trước mặt vấn đề liền phi thường nghiêm trọng, đọc lướt qua nhân số. Nhiều, phạm vi rộng, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Vẫn là ngự châu một phần trong đó người, toàn bộ thái thượng hoàng đình. Toàn bộ thượng giới ở trong tàng võ tiềm ẩn người chỉ sợ vượt xa mình tưởng tượng, như vậy toàn. Bộ đều hội tụ tới, tiến đến lưu sơn phủ nhằm vào năm tên nữ đế. Đây chính là cường hoành phi thường, khó mà ngăn cản lực lượng, khó mà lực kháng dòng lũ. Đến lúc này, coi như Thái thượng hoàng đình bắt đầu phát hiện vài chỗ có điểm đáng ngờ. Có vấn đề, muốn triệt để cầm xuống toàn bộ đuổi bắt lời nói. Chỉ sợ đều rất khó xử lý, không chặn nổi, nhìn một cái nhìn. Mình chỉ là tiến đến Lưu Sơn phủ tưởng muốn giúp lực. Trên nửa đường liền có thể cho mình đến như vậy một cái đại lễ gặp mặt, hắn đều không thể tưởng tượng đợi đến những này tàng võ ẩn tàng lực lượng chen chúc mà tới về sau. Sẽ là cỡ nào tình hình, như thế có thể xưng hủy thiên diệt địa uy năng. Thật có thể chịu nổi sao, nghĩ đến thời điểm, tử Việt phong biểu lộ cũng là có chút nheo lại. Hướng phía bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm, bộ dáng này. Mình muốn thừa cơ giải quyết một bộ phận người. Chỉ sợ khó khăn, súng lại hạm đội mình người càng ngày càng nhiều đồng thời bắt đầu phá trận, trong tay đối phương cầm phá trận trận ban. Hiệu suất phi thường cao, chỉ sợ là tàng võ bên kia vụng trộm làm tới đồ tốt. Hạm đội tốt nhất không dễ dàng làm bắt đầu phòng ngự bình chướng. Nếu quả thật phá giải lời nói, vẻn vẹn bằng vào tự mình một người chiến lược. Chỉ sợ ngăn không được, xem ra, vẫn là đến vận dụng át chủ bài. Tử Việt Phong một trưởng đem cách đó không xa ra hỏa đánh bay ra ngoài về sau trong miệng nỉ non lên tiếng tiếp tục như vậy nữa thuyền một lần nữa đứng lên đến phòng ngự bình chướng khẳng định là muốn gánh không được đối phương đuổi bắt mình chỉ sợ sẽ là muốn mượn nhờ mình tên tuổi lặng yên không một tiếng động chui vào lưu sơn phủ bên trong nếu là thật sự làm cho đối phương đạt được lời nói hậu quả khó mà lường được vừa nghĩ đến đây tử việt phong cũng không còn bảo lưu phanh tử việt phong chắp tay trước ngực đột nhiên đối trưởng thể nội linh khí ầm vang ở giữa bạo phát đi ra về sau càng là hóa thành cường đại trận pháp đường vân nổi lên trên trời đại đạo chi lực chảy ra đến từ về sau càng là bắt đầu phác họa bắt đầu ong 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 trận pháp vù vù run rẩy thanh âm không ngừng nổ tung hóa thành một cái khổng lồ bát quái trận gắn vào khổng lồ đội tàu phía trên đồng thời toàn bộ khổng lồ đội tàu thân hình đều là bắt đầu hư ảo lên giống như sau một khắc, liền bị mang đi, không tốt, hắn muốn chạy trốn. Đội tàu chủ hạm phía trên, Dương Phi Hằng đứng dậy đến từ về sau. Nhìn thấy tử Việt Phong động tĩnh, nhịn không được hét to bắt đầu, bên cạnh Chu Du Viễn thần sắc cũng là biến hóa khó lường. Nhìn thấy cái này lạ lẫm trận ấn, lập tức biết vấn đề chỗ, lúc trước tử Việt Phong động thủ thời điểm. Liền là nổi lên cái này cổ quái trận pháp trận ấn, như thế trận ấn, quỷ dị khó lường trước đây chưa từng gặp từ trên tình báo chưa bao giờ cái này từ việt phong tình báo này đây chính là vấn đề ngay tại hắn lo lắng thời điểm tử việt phong trên thân trận pháp cũng là điên cuồng xoay tròn bắt đầu soạt soạt ngay một khác này vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên là nổi lên từ việt phong đỉnh đầu vừa mới nổi lên bắt quái trận pháp trong nháy mắt nổ tung vụn vặt lẻ tẻ linh khí huỳnh quang điểm điểm phiêu tán ở giữa không trung ở trong từ việt phong trên mặt cũng là càng ngày càng khó coi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phía trên trận pháp. Phảng phất là gặp quỷ. Chương 908, công chúa điện hạ, bị thiết kế qua đi, số lượng tinh giản qua đội tàu, nguyên bản chỉnh thể tan rã. Có nhất định trình độ hư ảo, đó là sắp khởi động trận pháp, na di rời đi. Đi xa đây là không phải mặt từ Việt Phong chuẩn bị ở sau. Đã là như thế, đạo lý rất đơn giản, chạy lại nói mà chỉ ít từ Việt Phong tự nhận là là không có gì. Chỗ sơ xuất, kế hoạch rất dễ dàng thành công, sẽ không bị nhầm vào mới đúng, đồng thời. Hắn mười phần tự tin, cũng không cho là mình trận pháp sẽ thất bại, toàn bộ thượng giới ở trong. Trận pháp sư, muốn trong thời gian ngắn phá giải mình chất chứa bát quái chi ý trận pháp, chỉ sợ. Không ai có thể làm đến, cho dù là tiềm ẩn tàng võ người, vận dụng át chủ bài cũng tuyệt đối không thể nào làm định từ Việt Phong có thể nói là tràn đầy tự tin. Cũng không cảm thấy mình sẽ thất bại, kết quả, hiện thực lại hung hăng đà kích hắn, trận pháp. Thất bại, phía trên bản thân đã hình thành trận pháp màn tre. Cái kia có bát quái ấn ký bình chướng, dạn nứt đường vân cùng bạo liệt tình hình. Đều rõ ràng nói cho hắn, mình tỉ mỉ chuẩn bị át chủ bài, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Triệt để thất bại, cứ việc trận pháp thất bại tử việt phong cũng không có bối rối ánh mắt rời chuyển trong quá trình không ngừng suy nghĩ lấy rất nhiều khả năng nghĩ đến đến cùng là xuất hiện vấn đề gì từ đó làm cho trận pháp tổn hại không có đúng hạn vận chuyển thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là thất bại về sau còn chưa không biết nguyên nhân chỗ phương này mới xem như kinh khủng nhất địa phương tử việt phong có thể nói là trăm mối vẫn không có cách giải hắn trận pháp làm sao lại nhẹ như vậy mà dễ nâng phá trừ hắn ánh mắt quét mắt xung quanh lại không phát hiện manh mối gì thẳng đến quay đầu trong nháy mắt con người đột nhiên co vào chủ hạm tử việt phong chừng lớn lấy mình hai mắt tay như vậy trong nháy mắt run dày một cái gần trong gang tất chủ hạm bên trên đằng không mà lên trận pháp linh khí cột sáng thình lình biến mất không thấy gì nữa Phảng phất chưa từng tồn tại, mà tại bốn phía thuyền phía trên, linh khí dâng trào. Trận pháp hình thành cột sáng vẫn tồn tại như cũ lấy, duy trì nguyên bản tư thái. Không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có chủ hạm phía trên. Trận pháp cột sáng đã triệt để dập tắt, không còn sáng lên, Từ Việt Phong làm sao cũng không thể nào tin nổi. Vấn đề lại là xuất hiện ở chủ hạm phía trên, toàn bộ trận pháp hạch tâm cái kia chính là mình chủ hạm hạch tâm đều đã xảy ra vấn đề toàn bộ trận pháp làm sao có thể thành hình làm sao có thể đủ thành công đào thoát có thể chủ hạm nhìn trăm chằm người chính là mình chân chính tín nhiệm nhân tài đúng làm sao có thể tử việt phong bên này trầm tư suy nghĩ không được đạo lý trong đó thời điểm bốn phía ngây người qua đi mọi người đã kịp phản ứng lần nữa hướng phía tử việt phong phương hướng súng lại tới chuẩn bị động thủ có thể bắt được, dừng tay. Một tiếng quát chói tay, bỗng nhiên vang lên. Quen thuộc thanh âm, để tử Việt phong lông mày vặn chặt. Hai tay không tự chủ được nắm chặt hướng phía phía trước nhìn lại cùng lúc đó. Bốn phía súng lại tới đám người, cũng là trong nháy mắt ngừng mình thân hình. Ngừng chân không tiến, không tiếp tục động thủ dự định, cọc cọc. Nương theo lấy thanh thúy tiếng bước chân vang lên, những này tiềm ẩn tàng võ người nhao nhao là cúi đầu thăm hỏi hành lễ, nghênh đón người tới, mà tại mọi người đội ngũ chính giữa. Một nữ tử thân ảnh chậm rãi đi ra, thân hình nở nang, quần áo lộng lẫy, tư thái ung dung. Cất bước mà xuất từ mang theo thượng vị giả khí thế cùng uy áp, nàng chính là tử Việt Phong Thê. Tử, cũng là nổi tiếng bên ngoài hiền nội trợ. Liệu yên hà chỉ là hiện tại nàng xung quanh những này tàng võ người? đối nàng đó là tất cung tất kính, hoàn toàn đem xem như chủ thượng đối đãi. Rất là quỷ dị, tại nhìn thấy thê tử liệu yên hà đi tới trong nháy mắt. Tử Việt Phong chỉ cảm thấy mình trái tim phảng phất nắm chặt bắt đầu. Đau nhức rất, hắn càng là nhìn mình lom lom hai mắt, không thể tin nhìn đối phương. Đầu óc thậm chí có từng tia ông ông tác hưởng. Tử Việt Phong vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, mình vợ cả lại là tàng võ một phần tử với hắn mà nói có thể xưng thiên phương dạ đàm dù sao vợ mình liệu yên hà cùng hắn xem như thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư lẫn nhau dắt tay thật vất vả mới đi tới bây giờ tình trạng liệu yên hà thân thế trong sạch không nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên thế nào lại là tàng võ người làm cho đối phương tiềm ẩn nhân ngôn nghe kế tòng huống chi mỗi làm liệu yên hà động thủ thời điểm, đại đạo chi lực nổi lên thời điểm. Căn bản sẽ không có ngày mà uy áp áp chế tới. Cái này đại biểu cho nàng bản thân liền là tàng linh người. Đương nhiên sẽ không bị một phương thế giới này xa lánh, quá khứ kinh lịch. Còn có rất nhiều đặc thù mới khiến cho tử Việt Phong vô cùng tin tưởng mình thê tử tăng thêm. Liệu Yên Hà đi theo tại tử Việt Phong bên người dài lâu như thế thời gian, mưa dầm thấm đất đối với trận pháp một đạo cũng có được không tầm thường tạo nghệ, chủ hạm trận pháp hạch tâm đầu. Mối then chốt chấn thủ người, dĩ nhiên chính là liệu yên hà, thả cho những người còn lại. Tử Việt Phong tự nhiên cũng không yên lòng, chỉ là tử Việt Phong vô luận như thế nào cũng không. Nghĩ đến, chân chính xuất hiện vấn đề lớn, vậy mà lại là mình người bên gối ta. Lúc trước không phải đã thông báo, không nên động thủ tùy tiện, thuyết phục làm chủ sao nhìn thấy quần áo có chút lộn xộn trượng phu liệu yên hà trong mắt rất là bất mãn hướng phía bốn phía quát lớn công chúa điện hạ chu du viễn vội vàng khom người hướng phía trước mặt liệu yên hà sợ hãi nói cũng không phải là chờ ta ra tay dã man thật sự là điện hạ không nghe khuyên bảo chỉ có thể khai thác một chút cường ngạnh biện pháp với lại điện hạ giấu quá sâu ai có thể nghĩ hắn chiến lực mạnh mẽ như thế liền ngay cả công chúa điện hạ ngài cũng không biết liễu yên hà biểu lộ nhìn qua tựa như là có một ít không vui bất quá nàng hướng phía tử việt phong phương hướng nhìn lại thời điểm trong mắt cũng là hiện ra một vòng bất đắc dĩ phong ca không nghĩ tới ngươi chiến lực cũng như vậy cao minh thật sự là giấu giếm hà nhi thật đắng có thể ngươi giấu giếm ta sự tình không chỉ có để cho ta tâm lý phát khổ Tử Việt Phong nắm chặt lấy hai tay, khóe miệng có chút co quáp. Càng làm cho ta cảm thấy sợ hãi, tử. Việt Phong ánh mắt bên trong, hiện ra buồn bã sắc, thật không nghĩ tới, thế mà lại là ngươi. Hắn không thể nào hiểu được, cũng càng không hiểu vì sao như thế. Thậm chí tàng võ tiềm ẩn người, thế mà lại kêu gọi đối phương là công chúa Điện Hạ, đây cũng là. Đạo lý gì? Chương 909, đầu hàng. Tử Việt Phong đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu mình choáng hoa mắt. Nhìn bốn phương tám hướng thời điểm, chỉ cảm thấy hết thảy đều tựa hồ tốt lạ lẫm, nhất là làm trận pháp phá giải về sau. Đội tàu ở trong cái khát thuyền hướng bên này tới gần. Hắn càng là cảm giác mình phảng phất là giống như nằm mơ, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy. Không thiếu quen thuộc gương mặt, rất nhiều đều là mình không nguyện ý tin tưởng sẽ là tàng võ tiềm ẩn người tồn tại, chỉ tiếc khi bọn hắn đi vào trước mặt mình thời điểm. Tàn khốc hiện thực, chính minh minh sắc sắc thực nói với chính mình, bọn hắn. Liền là tàng võ ở trong một bộ phận, không có sai, nhận rõ ràng hiện thực đi. Người bên người người đều là tàng võ tồn tại, chân chính phản bội ngươi đầu mục. Liền là ở bên người người bên gối, mình vợ cả thanh mai trúc mã. Tuyệt không có khả năng là phản đồ tồn tại, vô cùng đau đớn hiện thực cơ hồ chặn đánh bại từ Việt phong tâm, điện hạ. Tiếng gọi ẩm ý, bỗng nhiên là từ bốn phương tám hướng truyền tới tử Việt Phong bị cái này tiếng. Là bừng tỉnh, ngẩng đầu hướng phía xung quanh khoảng nhìn sang thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy không ít người, đều là từ chung quanh tụ họp tới, đám người này. Có thể nói là mình tâm phúc bên trong tâm phúc. Bất quá từng cái đều là trên thân mang theo thương. Hắn trong tay thì là chăm chú nắm chặt lệnh bài bên trong có linh khí lưu chuyển lệnh bài ở trong có trận pháp xem như hộ thân dùng bảo bối tốt như thế lệnh bài cũng là từ việt phong ban cho cũng chỉ có hắn trọng yếu nhất tâm phúc mới có tư cách đạt được vật này các ngươi tử việt phong nhìn xem tới đám người này sắc mặt khó coi cơ hồ là cái nhìn này liếc quá khứ hắn liền biết đại khái tình huống như thế nào mình dưới trướng bị thẩm thấu trình độ so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều, lúc đầu. Ác liệt như vậy tình huống không có khả năng phát sinh, nhưng thê tử liệu yên hà. Là tàng võ người tình huống, dẫn đến thế cục gian nan vạn phần, đột phá trùng vây. Thật vất vả đi vào tử Việt Phong bên người người. Bất quá giải rác ngàn người có thừa tại to như vậy chủ hạm bong thuyền phía trên. Ngàn người căn bản vốn không giá trị nhấc lên, so sánh xung quanh tụ lại tới tồn tại càng là lộ ra buồn cười đám này hội tụ đến từ việt phong bên người hạch tâm thành viên bản thân trong lòng là sầu lo vạn phần tâm sự nặng nề bọn hắn cũng không nghĩ tới bên người nhiều như vậy ngày xưa hảo huynh đệ thế mà lại là tàng võ người không thiếu bại lộ thân phận chủ động xuất thủ người đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đi vào từ việt phong bên người bọn hắn vốn là thần sắc bi phẫn, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy những cái kia bại lộ tàng võ người. Chen chúc tại chủ mẫu liệu yên hà bên người, như gặp phải xét đánh. Ngốc trệ ngay tại chỗ, giờ khắc này, tại bọn hắn trong mắt. Thiên biến, mỗi người đều là không thể tin, chừng lớn hai mắt. Phẳng phất là gặp quỷ, như thế nào khả năng có dạng này sự tình phát sinh, chủ mẫu, liệu yên hà. Vậy mà cũng là tàng võ người, liền tại bọn hắn, không thể tin được trên tình cảm đều không biện pháp tiếp nhận thời điểm. Tại đối diện Liệu Yên Hà, mở miệng, phong. Ca từ bỏ đi, đừng ở chống cự, cứ việc ngươi năng lực có chút vượt qua dự kiến. Bất quá vẫn là không có cách nào ngăn trở nhiều người như vậy, ngươi. Ta vợ chồng nhiều năm như vậy, thật không hy vọng đến động thủ tình trạng, liễu. Yên Hà giảng đến nơi này thời điểm, thần sắc phía trên cũng là có một ít chờ đợi. Ngữ khí cũng mười phần ôn nhu, khuyên bảo trước mặt tử Việt Phong nghe được thê tử lời nói, tử việt phong là cười khổ bắt đầu không ở lắc đầu, sau đó càng là che miệng nhịn không được cười ra tiếng ha 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 ta tốt hà nhi a à, người đến cùng có biết hay không đang nói cái gì? tử việt phong sau khi cười xong gắt gao chừng mắt đối phương ta là thân phận gì nhân hoàng tôn nhi làm sao có thể hàng tàng võ huống chi lui một vạn bước nói coi như thật hàng tàng võ có thể lưu ta tính mệnh trò cười, chỉ sợ tại đầu hàng một khắc này, ta liền đã chết A à, tử. Việt Phong cười nhạo lấy, sau khi nói xong, hướng phía bốn phía khoảng phương hướng nhìn sang. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu súm lại tới. Đem bốn phương tám hướng là bao chật như nêm cối, rất hiển nhiên, giờ này ngày này. Muốn thoát đi nơi này, cơ hồ là không thể nào làm được, nghe được trượng phu lời nói. Liệu Yên Hà cũng là rơi vào trầm mặc nàng vô cùng rõ ràng, chồng mình nói lời nói trên thực tế liền là sự thật, phong ca, không quan hệ, coi như đầu hàng. Ta cũng có thể cam đoan không có lo lắng tính mạng, huống. Chi, lấy ngươi thiên phú thiên tư. Tất nhiên là có thể là tàng võ cống hiến ra không thiếu khí lực. Quả quyết không có vấn đề gì, liệu yên hà vẫn là không buông bỏ. Tiếp tục thuyết phục đối diện từ Việt Phong, coi như không vì chính ngươi, không vì ta. Cũng vì ngươi hài tử suy nghĩ a à. chương 910, để cho ta ăn bám. Nghe được liệu yên hà lời nói, tử Việt Phong trên mặt phẫn nộ, càng là ức chế không nổi. Trong miệng càng là hô quát lên tiếng, đi, ngươi còn không biết xấu hổ sách hài tử, ngươi. Chẳng lẽ không có nghĩ qua, tự mình làm chuyện này, hài tử sẽ nhìn ngươi thế nào? Bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ, mình mẫu thân lại là phản bội tàng võ. Đầu nhập tàng linh người, đối với cái này, liệu yên hà thần sắc phía trên cũng là có từng tia thống khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, phong ca. Cũng không phải là ta muốn phản bội Tàng Linh, mà là ta bản thân liền là tàng võ người a tử. Việt Phong có chút híp hai mắt, lại lần nữa hướng phía bốn phía khoảng phương hướng nhìn sang. Biểu lộ có chỗ dị động, bất quá, hắn thần sắc lấp lóe phía dưới, mở miệng lần nữa. Đã ngươi đều đã nói tới vợ chồng một trận, chỉ ít lúc này. Ngươi đến làm cho ta minh bạch đi, ngươi đến cùng là thân phận gì vì cái gì có thể làm cho đám người này đối ngươi như thế nói gì nghe nấy công chúa điện hạ ngươi đến cùng là cái gì công chúa liễu yên hà thần sắc phức tạp thở dài phong ca lấy ngươi trí tuệ làm sao lại đoán không được ta thân phận đâu ta tự nhiên là tàng võ đế quốc công chúa tử việt phong lần nữa híp híp hai mắt công chúa cũng có rất nhiều loại có tên tuổi là ban thưởng cũng có là bản thân thân phận nghe Đến đó, liệu Yên Hà cũng biết chồng mình, đến cùng là muốn cùng mình xác nhận chuyện gì, không? Chúa Điện Hạ, bên cạnh Chu Du Viễn sắc mặt thì là có chút có chỗ biến hóa. Hướng phía liệu Yên Hà nhìn sang. Mà liệu Yên Hà thì là tay dơ lên, ngăn lại Chu Du Viễn sau đó phải nói lời nói, nàng thở sâu. Hướng phía đối diện từ Việt Phong chậm rãi mở miệng lần nữa. Ta là tàng võ đế quốc đại đế con vợ cả nữ nhi. Hàng thật giá thật tàng võ đế quốc công chúa, bằng vào ta thân phận, bảo trụ phu quân ngươi tính mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Cho nên đầu hàng lời nói, không có vấn đề gì. Không chỉ có là ngươi tính mệnh, thậm chí công công bà bà tính mệnh. Thậm chí bọn nhỏ tính mệnh cũng không được bất kỳ vấn đề đợi. Đến tàng võ cầm xuống tàng linh về sau, đem thái thượng hoàng đình xem như ngươi đất phong để ngươi tại cái này một phương là vua, để tím thị tộc người phồn diễn sinh sống. Cũng không phải vấn đề gì, liệu yên hà giảng đến nơi này, thần sắc rõ ràng. Ánh mắt chân thành tha thiết, ngắm nhìn trước mặt tử Việt Phong, phu quân. Người vẫn là cùng Hà Nhi cùng một chỗ đi, có tốt hơn tương lai chờ đợi ngươi. Không phải sao, tử Việt Phong nghe được liệu yên hà xác thực đáp án nội tâm chấn động tàng võ đế quốc công chúa không dọa người tàng võ đại đế con vợ cả nữ nhi đó mới là dọa người sự tình hắn không hiểu đối phương đến cùng là thế nào làm đến rõ ràng là tàng linh người lại ta không tin người rõ ràng là tàng linh người lại nói mình là đại đế con vợ cả nữ nhi tử việt phong không ở lắc đầu ngắm nhìn thê tử liệu yên hà nếu là ngươi không nói cái như thế về sau ta quả quyết không có khả năng đầu hàng hà nhi ai biết ngươi dưới mắt là chân tình chân ý hay là giả tình giả ý cố ý lừa gạt ta đây giảng đến nơi này tử việt phong ngắm nhìn bốn phía xong trưởng đẩy ra nếu là thật sự liều chết phản kháng lời nói các ngươi người lại lần nữa muốn thời gian ngắn cầm xuống ta không có khả năng nói không chừng liền có thể kinh động tứ phương có viện quân tới gần để cho các ngươi tính toán triệt để thất bại tử việt phong trong miệng ngữ tốc nhanh chóng liên tiếp không ngừng kể rõ mà ra lại hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn lại nghe được trượng phu lời này liệu yên hà trầm mặc hồi lâu cuối cùng chậm rãi lắc đầu phong ca người đang bẫy hà nhi lời nói người căn bản cũng không phải là muốn đầu hàng chỉ là đang trì hoãn thời gian đồng thời muốn biết ta tiềm phục tại tàng võ biện pháp đến cùng là cái gì từ đó đem tình báo này truyền ra ngoài trở thành nắm chặt tàng võ tiềm ẩn người thủ đoạn cùng biện pháp liễu yên hà lời nói để tử việt phong khóe miệng hơi co quắp một cái đưa tay vuốt vuốt chán mình chỉ có thể nói tự mình thê tử phản bội mới là lớn nhất vấn đề dù sao nàng đối với mình hiểu quá rõ tử việt phong thân là nhân hoàng cháu làm sao có thể đầu hàng lúc trước cũng là lời nói khách sáo bộ tình báo động thủ đi không cần đả thương trượng phu ta tính mệnh Liệu Yên Hà thở dài, cũng là phất phất tay. ra hiệu xung quanh người chuẩn bị xuất thủ, đồng thời, nàng ánh mắt cũng là sắc bén chi cực. Nhìn chằm chằm cái kia tử Việt Phong, chỉ cần vẫn là ta trượng phu. Cột vào bên người cũng không có bất kỳ vấn đề, vâng, công chúa điện hạ, liễu. Yên hà hạ lệnh về sau, bốn phía đám người trong nháy mắt lĩnh mệnh. Bắt đầu hướng về bên này xúm lại tới, đối với cái này. Tử Việt Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, như thế tuyệt cảnh. Hắn cũng chỉ có thể đón ra đầu, hắn mở ra hai tay, linh khí chấn động. Đại đạo chi lực hiển hiện, bát quái đồ phù hiện ở hắn dưới thân. Đồng thời hướng phía xung quanh tâm phúc bao phủ tới, chỉ có thể mượn nhờ bát quái trưởng. Tận lực kéo dài thời gian, tìm cơ hội. mười 911 ta gọi tiêu thiên. Phanh, tới gần người, vẫn như cũ là bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Trên thân hiện ra trận pháp ấn ký, phong bế hắn hành động, Tử Việt Phong hết sức phản kháng. Vẫn như cũ là để vây công tới người, có chút không thể làm gì, không có cách. Trước mặt bọn hắn Tử Việt Phong quá mức quỷ dị, thân hình động tác ở giữa. Lơ lửng không cố định, căn bản là không có biện pháp nắm giữ bất kỳ quy củ, khiến người ta đau. Đầu nhất một điểm chính là ở bên cạnh hắn những này tâm phúc thủ hạ, đồng dạng có nhất định dạng này năng lực thường thường đánh lấy đánh lấy trước mặt người liền đã thay đổi bất ngờ không đề phòng làm theo phải bị thua thiệt nhìn qua tử việt phong giống như là chiếm tiện nghi bất quá theo thời gian chuyển rời hắn ứng phó xung quanh địch nhân đã càng ngày càng cố hết sức đồng thời dưới trướng hắn tâm phúc thường thế cũng là bắt đầu ở không ngừng tăng thêm không ít người đều là bị mang vào đội ngũ trung ương nghỉ ngơi đã mất đi sức chiến đấu không có cách nào hảo hảo tiếp tục chiến đấu, tình huống. Rất hiển nhiên là càng ngày càng không xong, phong. Ca, người bản sự rất lợi hại, chỉ tiếc chúng ta nhiều người đến ngươi không có cách nào tiếp. Tục kiên trì, thi triển dạng này kỹ nghệ, phi thường tiêu hao linh khí. Để ngươi không có cách nào thời gian dài chiến đấu A à từ. Bỏ đi, chẳng lẽ ngươi hy vọng mình những huynh đệ này, đi theo ngươi không không chịu chết mất đi tính mạng sao liệu yên hà thanh âm không ngừng ở bên cạnh vang lên thuyết phục chính mình cái này trượng phu tử việt phong mà tử việt phong vẫn như cũ là không nghe nhưng trong lòng cũng minh bạch liệu yên hà nói tình huống rất đúng thi triển bát quái trưởng đối với linh khí hao tổn quá lớn mình đại đạo chi lực càng là đang điên cuồng chấn động tai hại ngay tại nơi này bát quái trưởng một khi thi triển về sau đối đại đạo chi lực có cực lớn lực áp bách, hắn trận pháp đại đạo. Căn bản không có biện pháp tiếp nhận bát quái trưởng uy năng. Đây cũng là vì cái gì hắn linh khí sẽ điên cuồng tiêu hao. Theo đạo lý thân là vị cách thần linh, linh khí hùng hậu, mấy canh giờ chiến đấu mà thôi. Không có khả năng xuất hiện cái gì linh khí khô kiệt tình huống, nhưng hết lần này tới lần khác. Mình xuất hiện cũng là bởi vì bát quái này trưởng quá mức khủng bố, chẳng lẽ, giờ này ngày này, thật muốn bàn giao ở cái địa phương này sao? Tử Việt Phong trong lòng nỉ non, trước mắt càng là một cái hoảng hốt ở giữa. Bước chân một sai, không tốt Tử Việt Phong trong lòng hỏng bét. Vừa rồi mình linh khí gần như khô kiệt, lại là đi nhầm bộ pháp, lần này. Bát quái trận muốn tiêu tán, trái ba, một. Thanh âm, đột ngột vang vọng tại Tử Việt Phong bên tai, cực kỳ quỷ dị, không biết vì cái gì. Nghe được thanh âm này từ Việt Phong, ma xui quỷ khiến dựa theo cái này chỉ lệnh. Cất bước quá khứ, phải hai, trái một xuất trưởng tử. Việt Phong giờ khắc này cảm giác mình giống như là đề tiến con rối. Dựa theo thanh âm này làm ra động tác, bất quá chờ đến hắn làm xong về sau. Kinh hãi muốn chết phát hiện toàn bộ bát quái trận uy năng vậy mà đột nhiên tăng lên đi. Ra, đồng thời khi hắn một trưởng này đánh phía phía trước trong nháy mắt thể nội linh khí chấn động, đất trời bốn phía chi lực phun trào mà ra. Đại đạo chi lực quanh minh gào thét, rầm rầm, đếm mãi không hết trận pháp xiềng xích. Từ trước mặt cái này bị mình một trưởng đánh trúng người trên thân. Lao nhanh mà ra, cái kia xiềng xích bay ra về sau, không chỉ là đem người trước mặt phong ấn. Càng như đồng du long, xông về một cái kia lại một cái thân ảnh, đem bọn hắn nhao nhao phong ấn. Một trưởng, chấn phong trăm người, rõ chưa? bên tai lại lần nữa vang lên thanh âm từ Việt Phong trong ánh mắt. Càng là bộc phát ra tinh quang, giờ khắc này, hắn phảng phất là minh bạch cái gì? Trong đầu không ngừng hiện ra liên tục không ngừng mới lý giải. Lại còn có thể dạng này, tử Việt Phong mừng rỡ như điên. Lại lần nữa cất bước mà ra, khách quan quá khứ, ít một chút linh động. Lại càng nhiều một tia trang trọng, xuất trưởng thời điểm so với quá khứ. Càng là nhiều hơn mấy phần bá đạo oanh 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 lần nữa một trưởng oanh ra đều là oanh minh không ngớt trấn phong rất nhiều người đồng thời bốn phía thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào dưới chân hắn bát quái trận bên trong thể nội linh khí tiêu hao giảm mạnh cơ hồ đối thân thể không có quá nhiều gánh vác có thể bền bỉ chém giết tác chiến xin hỏi tiền bối ngài ngài tử việt phong trong lòng kinh hãi mừng rỡ càng là đang không ngừng kêu to lên tiếng đến trong tay động tác càng là không ngừng, bất quá, lập tức một khác. Thanh âm lại lần nữa nổi lên thời điểm, để hắn tâm thần rung mạnh. Kém chút không có trực tiếp té lăn trên đất bởi vì, vị cao nhân này nói ra danh tự ta. Gọi tiêu thiên, cái này. Tử Việt phong trường lớn hai mắt. mười 912, bát quái trưởng tồn tại. Tiêu thiên, cái tên này, để tử Việt phong tâm thần rung mạnh. Đầu óc càng là ông ông tác hưởng, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng làm mình thể hiện ra trận pháp tạo nghệ về sau như là cái khác đồng tộc tử đệ đạt được ra ra mình nhân hoàng tử cực vô địch triệu kiến đồng thời thử thần bí khảo thí lại mà mình thông qua được ban sơ khảo thí hiện ra mình năng lực từ việt phong thậm chí có thể rõ ràng nhớ kỹ lúc ấy ra ra tử cực vô địch mừng rỡ như điên biểu lộ sau đó chính là truyền thụ mình bắt quái trưởng luyện pháp để cho mình hảo hảo nghiên cứu suy nghĩ giờ này khác này Tử Việt Phong cũng còn có thể rõ ràng nhớ kỹ, ra ra cái kia trịnh trọng việc biểu lộ như. Thế pháp môn, học được từ tên là Tiêu Thiên kỳ tài chi thủ, huyền diệu khó lường. Người cả đời này học phương pháp này, đó là lại không tiếc nuối. Sau này mọi loại pháp môn cũng không bằng ngươi giờ này ngày này, học được chiêu này, ra. Ra truyền thụ cho ngươi bực này pháp môn, cũng là thay hắn thu đồ đệ, mà dù, ngươi cả đời này, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy hắn, nhưng đối nó tôn trọng. Gặp thời thời khắc khắc để ở trong lòng. Đó là từ Việt Phong lần thứ nhất nhìn thấy ra ra như vậy trang trọng biểu lộ. Nghiêm túc như vậy ngữ khí, mà hắn. Sau này thời gian cũng là làm theo, đồng thời cái kia thời điểm liền vụng trộm tập luyện. Càng là chế tạo chuyên thuộc về mình mật thất, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bất luận kẻ nào đều không có đã nói với cho dù là mình phụ mẫu, cho dù là mình thê tử, bởi vì ra ra dặn dò qua hắn. Nếu không có đại thành, tốt nhất là không cần triển lộ ra. Tránh cho đưa tới họa sát thân, đồng thời, bực này pháp môn với hắn mà nói. Cũng coi là một cái cường đại vương bài, mấu chốt nhất thời khác. Mới có thể xuất kỳ bất ý, tại lâu dài dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Đã từng từ Việt Phong mượn nhờ bát quái trưởng xuất thủ giải rác ba lần, mỗi một lần đều không có thể có người sống đem chân tướng tiết lộ ra ngoài. Người bên ngoài còn tưởng rằng từ Việt Phong là ỷ vào trận pháp uy năng làm đến. Tại hắn trong mật thất càng là thờ phụng tiêu thiên trường sinh bài vị. Mỗi lần tu hành trước đó đều sẽ hành đệ tử lễ. Tất cung tất kính dâng hương về sau mới bắt đầu tôi luyện mình, có thể từ Việt Phong làm sao? Đều không có thể nghĩ đến, từ ra ra mình trong miệng biết được sẽ không lại nhìn thấy sư phụ tiêu thiên vậy mà lại xuất hiện cứ việc tử việt phong đối tiêu thiên thân phận chân chính hơi có nhất định hoài nghi bất quá đã tin chín thành còn có một thành hoài nghi bắt nguồn từ đối phương có thể hay không thực lực cực kỳ cường hoành đến đáng sợ tồn tại lấy tự thân cao thâm cảnh giới tầm mắt nhìn ra mình nền tảng mới thành công chỉ điểm mình bất quá tử việt phong nỉ non lên tiếng thể nội linh khí chấn động cái kia không hiểu vặn vẹo lực lượng từ hắn thể nội bắt đầu kéo dài mà ra. Khuếch tán phạm vi càng thêm rộng lớn, tiếp đó, chung quanh nơi này người muốn cầm xuống mình. Không thể nào, chiến lực ầm vang bộc phát từ Việt Phong, càng thêm quỷ dị khó lường. Nhìn không thấu, tăng thêm thể nội linh khí hao tổn vấn đề đạt được giải quyết. Cái này lấy trận pháp nghe tiếng điện hạ. Giờ phút này giống như vô địch chiến thần, súng lại tới tàng võ người căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Kinh khủng nhất không phải hắn giết địch năng lực mà là phong ấn chi lực một trưởng quá khứ. Liền là có số lớn người bị triệt để cầm xuống, phong tồn mà ra, không chỉ có như thế. Theo tử Việt Phong không ngừng du tẩu. Bát quái đại trận cũng là tùy theo điên cuồng khoách trương. Bao phủ cái này một mảnh tinh không, đại đạo chi lực vù vù không thôi. Kêu gọi kết nối với nhau phía dưới dẫn động đất trời bốn phía chi lực, phong thiên đất phong bìa bốn phương. Bát quái trận bên trong người tận dấu, nguyên bản. Đây là một trận nhằm vào tử Việt phong hành động, trái lại. Trở thành tử Việt phong đối tảng võ người đơn phương phong ấn vây quét hành động. mười 913, toàn thân run rẩy Xem ra, hôm nay các ngươi kế hoạch không có cách nào thành công thi hành. Tử Việt Phong chậm rãi thu hồi tay cầm lúc này hắn đã về tới tại chỗ chậm rãi xoay người lại về sau hắn hướng phía mình thê tử liệu yên hà nhìn sang thần sắc phía trên tử việt phong cũng không có bao nhiêu thắng lợi vui sướng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng thần thương thắng lại như thế nào chân tướng đại giới đã vượt xa khỏi mình có thể tiếp nhận liệu yên hà nhìn xung quanh bốn phía khắp nơi đều là nổi lên bát quái trận ảnh bản thân ẩn tàng tàng võ người cũng đều nhao nhao bị chấn phong không có tiếp tục chiến đấu năng lực to như vậy bát quái trận trận pháp màn tre cũng là bao phủ tại toàn bộ hắc ám tinh không chi hạ không có người nào có năng lực rời đi nơi này nhắm vào mình trượng phu kế hoạch như là đối phương nói như thế triệt để thất bại tàng võ đế quốc công chúa thật sự là thật lớn địa vị tử việt phong một bên lắc đầu một bên thở dài cũng khó trách chu du viễn chiêu hàng lúc đề cập tính mạng mình tất nhiên có thể bảo trụ thê tử như thế thân phận đương nhiên có thể bảo trụ mình chỉ tiếc lẫn nhau thân phận địa vị lập trường hoàn toàn khác biệt vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra liệu yên hà nhìn về phía tử việt phong thần sắc tràn đầy không cam lòng cùng không hiểu nàng không hiểu nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay vì sao cục diện trong nháy mắt nghịch truyền vượt xa khỏi nàng tưởng tượng Tử Việt Phong bản thân đều đến cực hạn, lại là trong nháy mắt đốn ngộ. Phảng phất biết chân lý, thực lực bạo tăng, không thể ngăn cản, đây tuyệt đối không bình thường. Phía sau khẳng định chuyện gì xảy ra, không muốn người biết, Tử Việt Phong thần sắc biến hóa. Không có lên tiếng âm thanh, sư phụ tiêu thiên sự tình, càng là tuyệt mật. Sao có thể lộ ra, hắn dùng trầm mặc ứng đối vấn đề này. Giờ phút này, bên người lại lần nữa người tới, chính là tâm phúc, điện hạ sau này thế nào xử lý, nhiều như vậy người, mang đi sao? Mang không đi, cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Tử Việt Phong nhìn khoảng, nỉ non lên tiếng, chỉ là tiếp đó. Đám người này được thật tốt an bài một chút, bắt. Quá vấn đề không lớn, vì để tránh cho đả thảo kinh xà ta bố trí huyễn trận. Mê hoặc bọn hắn tâm trí thuận tiện, chờ. Đã tới Lưu Sơn Phủ, có lẽ tại tàng võ trong tình báo, bọn hắn đã thành công, mà ta đã triệt để thất bại bị thê tử liệu yên hà đuổi bắt khống chế tử việt phong sau khi nói xong đi tới liệu yên hà trước mặt vươn tay ra vỗ nhẹ nhẹ tại trước người đối phương liệu yên hà cũng không có phản kháng nàng cũng rõ ràng giờ phút này coi như chống cự cũng không hề có tác dụng tùy ý mình bị trượng phu phong ấn về sau liền nhìn thấy đối phương bắt đầu bố trí huyễn trận tu vi bị phong ấn khống chế đám người bị dễ như trở bàn tay mê hoặc tâm trí, quay người riêng phần mình rời đi. Đến mình phi hành linh khí bên trên, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiếp đó, bọn hắn liền muốn đi theo từ Việt Phong. Cùng nhau tiến đến Lưu Sơn Phủ, thật giống như bọn hắn kế hoạch khống chế từ Việt Phong. Mượn nhờ hắn thân phận, Quang Minh chính đại đi vào Lưu Sơn Phủ bên trong động thủ, chỉ là... Bây giờ bị tử Việt Phong trái lại lợi dụng, vỏ chăn lấy đi theo chỉ cần tử Việt Phong nguyện ý, đám này theo tới tàng võ tiềm ẩn người. Trong nháy mắt liền có thể chết bất đắc kỳ tử, ngay tại tử Việt Phong hết thảy an bài thỏa làm. Sắp khởi hành thời điểm, bản thân bị phong ấn liệu yên hà trên thân. Bỗng nhiên bắn ra màu tím quang mang, vạn vẹo không gian ba động. Nổi lên, xảy ra bất ngờ động tĩnh, dọa tử Việt Phong nhảy một cái, hắn vội vàng xoay người đến. Nhìn thấy thê tử bộ dáng không thể tin, hư không vượt qua. Tử Việt Phong sau khi thấy rõ, liền biết không ổn. Nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, ngay tại hắn chơ mắt nhìn xem thê tử liệu yên hà. Sắp thoát đi thời điểm, một cái tay bỗng nhiên từ bên cạnh đưa ra ngoài. Đem cái kia vặn vẹo không gian trong nháy mắt xé mở, đem sắp rời đi liệu yên hà bắt trở về. Ném đến hắn bên cạnh, lão bà của mình đều không canh chừng được sao tử. Việt Phong ngẩn người, thuận thanh âm nhìn sang, khi hắn thấy rõ ràng người tới bộ dáng toàn thân lập tức bắt đầu run rẩy. Chương 914, sư đồ. Liệu Yên Hà ngã ngồi tại chồng mình bên người, chừng mắt hai mắt. Không thể tin, hư không vượt qua, bị ngăn cản, cái kia vặn vẹo không gian vòng xoáy. Lại là bị người ngạnh sinh sinh tay không cho triệt để xé rách. Đưa nàng cho túm trở về, nàng không khỏi ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, kinh hãi muốn chết, không chỉ là nàng bên cạnh bị phong ấn đám người, còn có tử Việt phong bên người tâm phúc nhóm. Đều nhao nhao kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tiêu thiên, hắn bỗng nhiên xuất hiện. Quá mức quỷ dị, thật giống như trong nháy mắt nổi lên, điện hạ cẩn thận, người này. Rất nhiều tâm phúc, nhao nhao súng lại tại tử Việt Phong bên người. Mở miệng nhắc nhở đồng thời, càng là ngắm nhìn trước mặt tiêu thiên. Trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh đến, không biết vì cái gì bọn hắn nhìn về phía tiêu thiên thời điểm. Nội tâm ở trong không khỏi một trận hoảng hốt, không thể không lễ. Tử Việt Phong vội vàng kêu to lên tiếng, đồng thời bước nhanh về phía trước. Cẩn thận hướng phía tiêu thiên trên dưới nhìn lại, sau một khắc. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong. Hắn đột nhiên ở giữa quỳ xuống đến, đồng thời. Hướng phía tử Việt Phong tất cung tất kính dập đầu ba cái, về sau cái chán chống đỡ mặt đồ nhi tử việt phong gặp qua sư tôn lời này vừa nói ra yên lặng như tờ sư tôn rất nhiều tâm phúc nhao nhao hướng phía tử việt phong phương hướng nhìn sang trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu bọn hắn điện hạ lúc nào xuất hiện dạng này một sư tôn liệu yên hà khiếp sợ không thôi liếc nhìn tiêu thiên vừa nhìn về phía bên cạnh tử việt phong nàng cùng tử việt phong cùng một chỗ nhiều năm như vậy hết sức rõ ràng chồng mình vòng xã giao tiêu thiên dạng này sư tôn chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng xuất hiện qua ngươi nhận ra ta tiêu thiên say người hướng phía tử việt phong nhìn quá khứ nhíu nhíu mày tử cực vô địch này lão đầu tử cho ngươi miêu tả qua vẫn là họa qua giống tử việt phong lúc này mới ngẩng đầu lên hướng phía tiêu thiên hồi bẩm sư tôn gia già đã từng lấy phác họa kỹ pháp vẽ qua ngài chân dung tăng thêm lúc trước ngài chỉ điểm ta bát quái trưởng, lúc này mới nhận ra. Cái lão nhân này làm việc vẫn rất đầy đủ, bất quá ngươi có thể học được bát quái trưởng. Cũng là khó được, tiêu thiên nói xong, nhếch miệng, không giống ra ra ngươi. Ngốc đến muốn chết, chết sống học không giống, dậy. Hắn như vậy nhiều, liền biết mù mấy cái đánh, nghe. Được tiêu thiên như vậy kể rõ ra ra mình, tử Việt Phong cũng là kéo kéo khóe miệng không có lên tiếng âm thanh, trong lòng càng là cảm khái, cũng chỉ có sư tôn. Mới có thể nói như vậy ra ra a, à, ngươi. Thiên phú trị không tồi, liền thành thành thật thật làm từng bước tu hành. Thành tựu sẽ tốt hơn. Tiêu Thiên bên này mở miệng lần nữa, hướng Tử Việt Phong nói rõ. Ta liền không giống đối Tiêu Vương như thế, đốt cháy giai đoạn tiêu. Vương, cái tên này, để bốn phía đám người nhao nhao khẽ giật mình tử Việt Phong càng là giật mình, tiếu vương sửa họ tiêu, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ là sư tôn thủ bút, lúc trước cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Nhìn thấy cái kia vị cách chi lực hắc hỏa xa y đẹp mắt, liền lấy tới chơi. Tiêu thiên hơi chút gật đầu, đưa tay đem tử Việt Phong từ dưới đất quăng lên đến. Cái này không bồi thường hắn một cái, điểm hóa hắn một cái, bị. Từ dưới đất kéo đến tử Việt Phong, cả người đều ngơ ngẩn thì ra là như vậy tiêu vương sự tình tại thượng giới đến nói một mực thuộc về một cái bí ẩn không nghĩ tới việc này cũng cùng sư tôn có chỗ quan hệ đi thôi đi lưu sơn phủ tiêu thiên vỗ vỗ tử việt phong bà vay lộ ra tiếu dung đến bên kia ta nhưng phải cho ngươi tiến hành một điểm đặc huấn đã lão đầu tử thay ta thu ngươi làm đồ đệ nói thế nào cũng phải hảo hảo gọi dạy dỗ ngươi đang khi nói chuyện, tiêu thiên đột nhiên phất tay, kình đạo bắn ra oanh, chấn động tứ phương. Cái kia trong tinh không to như vậy đội tàu, lập tức là bị hắn lực đạo dẫn dắt. Tụ tập ở cùng nhau, sau đó, trên người hắn lực trường bộc phát, bao phủ toàn bộ đội tàu. Mang theo hướng lưu sơn phủ phương hướng phi nhanh quá khứ. chương 915, viễn siêu tưởng tượng. Tiêu thiên lực trường, bao phủ to như vậy đội tàu, phá vỡ tinh không? hướng phía lưu sơn phủ phương hướng tiến lên tốc độ nhanh vô cùng bốn phía khí tức không cách nào dung chuyển bên này mảy may mà tiêu thiên tự thân sóng linh khí phi thường yếu ớt chỉ bất quá một tia lại có thể bọc phát ra như thế hãi nhiên uy năng làm cho người líu lưỡi bên cạnh tử việt phong cũng không khỏi ngây người đánh giá bốn phía tình hình thần sắc đều có chút hứa hoảng hốt hiển nhiên là không có hiểu rõ đây là như thế nào làm đến sức một mình tùy tiện liền mang theo to như vậy đội tàu tiến lên hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình cái này đội tàu rất nhiều thuyền hạm bên trong trận pháp đều không có bắt đầu vận chuyển hơn nửa ngày về sau tử việt phong mới hồi phục tinh thần lại vội vàng hướng tiêu thiên chắp tay nói sư tôn lại chờ một chút tiêu thiên quay đầu nhìn về phía tử việt phong thế nào khởi bẩm sư tôn chúng ta như vậy trực tiếp đi qua chỉ sợ là không quá thỏa làm tử việt phong hướng phía tiêu thiên chắp tay nói rõ trong đó nguyên do đã lúc trước kế hoạch là đem tàng võ đám người một mẻ hốt gọn bây giờ cái này trùng trùng điệp điệp quá khứ nếu là truyền ra ngoài để tàng võ lòng người sinh cảnh giác từ đó không dám tới gần cho nên tử việt phong đề nghị vẫn là dựa theo hắn kế hoạch lợi dụng mình huyễn cảnh mê hoặc tâm trí dẫn đạo trước mọi người đi diễn một tuồng kịch không sao ta mang ngươi đi một đoạn đường đến lưu sơn phủ phụ cận trước mắt bao người lại dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành tiêu thiên nhẹ nhàng gật đầu tán đồng từ việt phong kế hoạch đồng thời tại tiêu thiên khống chế phía dưới to như vậy đội tàu tiến lên tốc độ cực nhanh không bao lâu công phu liền dần dần tới gần lưu sơn phủ chỗ khu vực tốt nhanh đến đã tiếp cận tiêu thiên bên này khống chế to như vậy đội tàu dừng lại rút lui mình lực trường hướng bên cạnh tử việt phong mở miệng tiếp đó người liền tự do phát huy a à tiêu thiên tiếng nói vừa ra thời điểm tử việt phong đang nhìn nơi xa lưu sơn phủ đầy mắt không thể tin tính cả lấy thanh tỉnh liệu yên hà cũng là chừng mắt hai mắt không thể tin nhìn qua cách đó không xa lưu sơn phủ bộ dáng lưu sơn phủ phụ cận có không thiếu sao trời còn quấn coi đây là hạch tâm bảo vệ bộ dáng như thế mười phần tiếp cận thái thượng hoàng đình hạch tâm không có đạo lý a à? tử việt phong không thể nào hiểu được theo hắn biết lưu sơn phủ chỉ là nơi này vắng vẻ chi địa một ngôi sao không thể nào có như thế cảnh tượng mới đúng sư tôn chúng ta không phải đi nhầm địa phương a à? tử việt phong chỉ về đằng trước nhịn không được mở miệng càng là dùng cái này điều tra ánh mắt nhìn qua tiêu thiên phía trước cảnh sắc vượt xa khỏi hắn nhận biết úc cái này đích xác là lưu sơn phủ tiêu thiên nói xong chỉ về đằng trước hướng tử việt phong nói đây không phải lúc trước lưu sơn phủ linh khí tương đối cằn cỗi địa phương cũng không lớn tốt nhìn thấy cũng tương đối lạc hậu cho nên ta liền đem phụ cận một chút không có gì dùng sao trời chuyển tới đặt ở bên cạnh không nghĩ tới chuyển tới về sau cái này cùng một chỗ ngược lại có kỳ hiệu lẫn nhau hô ứng về sau để từng cái sao trời hoàn cảnh đều tốt rất nhiều tiêu thiên lời nói để từ việt phong biểu lộ đều có chút không bình tĩnh bên cạnh đi theo những cái kia tâm phúc còn có liệu yên hà đều là chừng mắt kinh ngạc hướng phía phía trước nhìn qua lại quay đầu liếc nhìn tiêu thiên vừa rồi bọn hắn hẳn là không có nghe lầm chứ đem cái khác sao trời chuyển tới dạng này sự tình, thật có thể làm đến sao, sư? Tôn chi năng, quả nhiên là vượt xa khỏi đồ nhi tưởng tượng. Tử Việt Phong khóe miệng hơi run rẩy chậm rãi nói. Chương 916, bí mật chân tướng. Sư tôn lại có cải thiên hoán địa chi năng. Điều này thực là để tử Việt Phong kinh hãi, với lại cảnh giới càng cao. Càng rõ ràng, làm đến điểm này, không phải chỉ là một điểm lực lượng đơn giản như vậy, phải biết. Được làm đến điểm này, vẫn phải chống cự thế gian này quy tắc mới có thể, bất quá. Tử Việt Phong lại hướng phía mình sư tôn tiêu thiên nhìn lại. Trong mắt tràn đầy tôn kính cùng vẻ sùng bái, dù sao. Từ ra ra mình cái kia học được bát quái trưởng. Đến từ trước mặt cái này nam nhân, đó là hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện. Vượt xa mình nhận biết, cảm khái qua đi, tử Việt Phong vẫn là dựa theo nguyên bản kế hoạch lợi dụng trận pháp huyễn cảnh mê hoặc đám người tâm trí bất quá liệu yên hà chân chính thực lực rất cường đại chế phục không có vấn đề có thể nghĩ phải dùng huyễn cảnh vô cùng đơn giản khống chế nàng tâm trí trước mắt tử việt phong còn không có biện pháp làm đến cuối cùng vẫn là dựa vào tiêu thiên ra tay giúp đỡ lợi dụng võ đạo ý chí trấn áp liệu yên hà về sau tử việt phong mới cuối cùng thành công thành công dùng huyễn cảnh mê hoặc tâm trí hết thảy đều giải quyết về sau đội tàu bắt đầu khôi phục nguyên bản tư thái duy trì một cái bình thường trạng thái hướng phía lưu sơn phủ phương hướng nhích tới gần mà bị huyễn cảnh khống chế liệu yên hà thì là đứng tại đội tàu mũi tàu vị trí so sánh với nhau tử việt phong thì là ở hậu phương ngồi xuống không nhúc nhích cho dù là lưu sơn phủ thủ vệ tới gần cũng là liệu yên hà tự mình nổi danh chủ trí trong miệng nói thắt tử việt phong thân thể khó chịu không cách nào lộ diện đợi đến đội tàu tiếp nhận tìm đọc một hai về sau thành công tiến nhập lưu sơn phủ nội bộ ở trong bất quá tại đội tàu rời đi về sau nguyên bản phụ trách biến tìm đọc toàn bộ đội tàu tình huống cửa ải khu vực có hai tên chấn thủ nơi đây vệ binh hai mắt nhìn nhau một cái một người trong đó lặng yên không một tiếng động quay người rời đi tiến đến tiến hành thay ca thay ca về sau hắn đem bên này quan sát được tin tức lập tức truyền ra ngoài xác nhận không sai công chúa điện hạ kế hoạch đã thành công số lớn thành viên đã tiềm nhập lưu sơn phủ bên trong các nơi còn cần nắm chặt thời gian đi tới chấp hành kế hoạch đợi đến tin tức triệt để truyền ra ngoài về sau hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên hướng phía nơi xa không trung nhìn sang bên kia chính là từ việt phong khổng lồ đội tàu tiến lên phương hướng hắn trên mặt hiện ra giữ tận biểu lộ đến từ nơi này tình hình đến xem cái này từ việt phong chỉ sợ là không có đồng ý tự mình công chúa điện hạ đề nghị thuộc về bị cưỡng bách đi tới nơi này thời gian cấp bách sớm muộn sẽ xuất hiện manh mối gì đã hiện tại có cơ hội có thời gian như vậy thì phải nắm chặt lập tức đem cái kia năm tên nữ đế triệt để lấy xuống mới đúng cùng lúc đó tử việt phong cũng đã phát hiện thủ vệ vấn đề Lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài bị khống chế vậy dĩ nhiên là đang diễn trò âm thầm. Hắn vẫn là thông qua được trận pháp quan sát bốn phía tình huống, hy vọng mượn nhờ dạng này phương thức tìm ra những cái kia âm thầm tiềm ẩn người. Đến cùng ở nơi nào mà quả nhiên, hắn thành công thông qua những người kia không thích hợp thần thái. Phát hiện vấn đề, nhưng cái này diễn kịch không thể nửa đường kết thúc. Tự nhiên là đến diễn đến cùng thẳng đến đội tàu tiến vào Lưu Sơn phủ bên trong, Triệu Ngộ đến đây thấy Tử Việt Phong. Đem an bài vào ở lại địa phương về sau, mới xem như buông lỏng không thiếu, đợi đến Tử Việt Phong sau khi đến. Đại Đức Đế Tuyết Hán cùng Nhân Vương Hoàng Đạo Tôn, lặng yên đi vào hắn ở lại địa phương gặp hắn một lần, cái gì, còn có chuyện thế này. Gặp mặt về sau, nghe được Tử Việt Phong miêu tả Tuyết Hán chừng lớn hai mắt không thể tin, hoàng đạo tôn càng là quay đầu hướng, phía liệu yên hà phương hướng nhìn sang. Không hiểu được, nàng rõ ràng liền là tàng linh người. Làm sao lại trở thành tàng võ đế quốc công chúa, người xác định không có lầm sao, không? Thể tưởng tượng, bọn hắn trầm tư suy nghĩ, đều đoán không ra, cái này liệu yên hà tình huống. Đến cùng như thế nào, mà vừa lúc này, bên cạnh tiêu thiên, đi đột nhiên phun ra hai chữ, chuyển sinh, hai chữ vừa ra, nguyên bản thần sắc tự nhiên liệu yên hà. Lại là biểu lộ cứng đờ, nhìn thấy liệu yên hà cái bộ dáng này, tiêu thiên trên mặt tươi cười. Xem ra ta đoán đúng. Chương 917, sinh mệnh chi lực sử dụng phương thức. Đối với lúc trước, bây giờ liệu yên hà thần sắc? Rõ ràng là muốn bối rối rất nhiều, rất hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới tiêu thiên lại có thể đoán ra chân tướng. Biết mình làm sự tình gì, chuyển sinh. Tiêu Thiên tiếng nói vừa ra, đám người nhao nhao kinh ngạc hướng phía hắn phương hướng nhìn. Qua, đồng thời, bọn hắn cũng lưu ý đến liệu yên hà biểu lộ thông qua cái này đại khái có thể. minh bạch tiêu thiên xem chừng nói là chúng Mới có thể để liệu yên hà thần sắc như thế khó coi, bà tiêu thiên lúc này. Cũng là vỗ tay phát ra tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. tựa hồ tại thông chi người nào tịch cái. Gọi là chuyển sinh, chẳng lẽ là ta hiểu loại kia ý tứ sao? Đại đức đế tuyết hán, nỉ non lên tiếng. Tựa hồ tại cân nhắc vấn đề này khả năng, bên cạnh hoàng đạo tôn khoát tay áo. Còn có thể có gì có thể có thể tính, khẳng định như thế, không phải còn có thể vì cái gì. Chỉ nói là tàng võ bên kia đến cùng là dùng cái dạng gì biện pháp. Có thể cho bọn hắn như thế tinh chuẩn chuyển sinh tới, dạng. Đến nơi đây hắn, ánh mắt ở trong cũng là tràn ngập tò mò, giờ phút này tử việt phong cũng là nghiêng đầu lại hướng phía vợ mình liệu yên hà phương hướng nhìn lại trong ánh mắt cũng mang theo lấy một tia hỏi tham hương vị sự tình quả thật như là sư tôn nói như thế à ngươi đến cùng là như thế nào làm đến liệu yên hà cười khổ một tiếng sau đó là nhẹ nhàng lắc đầu giờ này khác này chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ đem sự tình chân tướng tất cả đều cáo chi ngươi sao ta sẽ không nói ta thua thiệt ngươi nhưng tương tự không thể cõng phản phụ hoàng cũng không thể phản bội tàng võ tử việt phong nghe được thê tử nói như vậy cũng không có tiếp tục mở miệng hắn cũng biết vợ mình tính tình đã nói như vậy tất nhiên là định gia tâm không thể nào có cái gì quay lại chỗ trống bên cạnh tiêu thiên ngược lại là bình tĩnh rất không quan hệ hồ người tới hỏi một chút chẳng phải rõ ràng sao tử Việt Phong ngược lại là hiếu kỳ, sư tôn, còn có thể có người biết trong đó chi tiết, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ biết một chút tình huống đi, nhìn, tới. Tiêu Thiên nói xong, hướng về một phương hướng chép miệng, từ Việt Phong cảm giác được động. Tĩnh, ngẩng đầu hướng, phía nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Biểu lộ có chút kinh hãi, bên cạnh liệu yên hà, đồng dạng hướng, phía người tới nhìn sang. Con người có vào, không thể tin, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, huyết hổ thần đế. Liệu Yên Hà nhìn thấy đối phương phụ cận, nhịn không được la lên, không? Nghĩ tới nơi này, có thể nhìn thấy công chúa A. Huyết hổ thần đế ngẩng đầu, nhìn qua Liệu Yên Hà thoáng có chút cảm khái. Liệu Yên Hà nhìn qua trước mặt huyết hổ thần đế, cũng hoài nghi người trước mặt. Là thật là giả, ngày xưa uy phong lẫm lẫm hộ quốc thần thú. Giờ phút này như thế nào là mặc mộc mạc vải bố trường bào, trong tay còn cầm một cái cái chổi đây là cái gì cách ăn mặc một bên khác sau khi nói xong huyết hổ thần đế cũng là hướng phía tiêu thiên cung kính hành lễ thành kính hỏi thăm đại nhân ngài kêu gọi ta có chuyện gì không đến tìm ngươi hỏi một chút sự tình cái này liệu yên hà cho các ngươi tàng võ công chúa lại là chuyển sinh đến tàng linh bên này dùng là phương pháp gì ngươi rõ ràng sao tiêu thiên nói xong chỉ vào bên cạnh liệu yên hà huyết hổ thần đế quay đầu nhìn qua liệu yên hà, trầm mặc một lát sau, thở dài một cái, trong đó chi tiết, cũng không rõ ràng. Cái này bí thuật, chỉ có bệ hạ một người nắm giữ, chỉ. Bất quá, có một cái không chi tiết ta vẫn là biết, liền. Là cần tiêu hao rất lớn sinh mệnh chi lực mới có thể thi triển dạng này bí thuật tiêu. Thiên nghe được lời này, có chút giật mình, sinh mệnh chi lực sao? mười 918, lược trận. Tiêu thiên trong đầu, phản ứng đầu tiên. Chính là Hồng Viễn kêu bọn người kinh lịch, những cái kia bị lực đoạt sinh mệnh lực. Thảm tao phản bội ngày xưa tàng linh đế quốc người, khi sơ cái kia quỷ dị không gian bên. Trong, lưu chuyển sinh tử chi lực nghĩ tới đây, kết hợp huyết hổ thần đế mới vừa nói lời nói. Tiêu thiên nội tâm bên trong, loáng thoáng đoán được một chút cái gì, tại tiêu thiên vẫn còn. Đang suy tư thời điểm, liệu yên hà nhìn qua huyết hổ thần đế, trên mặt thần sắc tràn đầy không thể nào hiểu được, nàng chừng mắt đối phương. Nhịn không được mở miệng hỏi thăm về đến, thần đế đại nhân. Chẳng lẽ ngươi thật đã đầu nhập vào đối phương sao, vì... Cái gì, phụ hoàng không xử bạc với ngươi, quá. Khứ tại tàng võ đế quốc bên trong, ngươi cũng qua rất tốt, công lao rất vĩ. Địa vị tôn sùng, dưới mắt nhìn ngươi bộ dáng. Giống như cũng không phải cỡ nào được coi trọng, làm sao lại phản bội tàng võ liệu yên hà là thật không hiểu huyết hổ thần đế làm sao lại có thể làm phản rồi với lại huyết hổ thần đế đã khởi hành đến đây tàng linh tất nhiên là muốn chấp hành cái gì trọng yếu nhiệm vụ chỉ sợ là làm xong thích đáng chuẩn bị mới đúng như thế nào liền xảy ra sự tình luân lạc tới tình trạng này đồng thời còn chủ động tiết lộ nội dung tình báo đối mặt đến từ liệu yên hà chất vấn huyết hổ thần đế cũng không có lên tiếng chỉ là khẽ thở dài một cái nhẹ nhàng lắc đầu công chúa điện hạ đây không phải phản bội cái này gọi lạc đường biết quay lại liễu yên hà biểu lộ hơi cứng ngắc lạc đường biết quay lại công lao là cái gì đứng tại người vô tội hài cốt bên trên sao địa vị tôn sùng chẳng lẽ không phải bởi vì tàng võ những người kia e ngại ta sao huyết hổ thần đế thần sắc thành kính trong lời nói tràn đầy hận ý hận thì là quá khứ mình nói đến đây huyết hổ thần đế nắm thật chặt trong tay cái chổi trong mắt tách ra tinh quăng bây giờ ta ngược lại tìm được sinh mệnh chân lý tìm được tương lai con đường cũng chính là tiêu đại nhân cho ta như thế một cái quý giá cơ hội có thể chuộc tội cáo biệt quá khứ mình nói xong huyết hổ thần đế trịnh trọng việc nhìn xem liệu yên hà nhận rõ hiện thực đi tiếp tục chấp mê bất ngộ cũng sẽ không có kết quả gì tốt tiếp Tục thông hảo hảo làm một cái thế tử phi, trợ giúp người trượng phu hiệu lực tàng linh. Bỏ gian ta theo chính nghĩa, chẳng lẽ không phải càng tốt sao, huyết. Hổ thần đế lời nói, để liệu yên hà như gặp phải xét đánh. Không thể tin được mình nghe được đối phương. Thế mà lại như thế thuyết phục mình, người trước mặt. Vẫn là tự mình biết cái kia huyết hổ thần đế sao, liệu yên hà nhịn không được hướng phía tiêu thiên nhìn lại, nàng muốn biết đối phương trên thân, đến cùng là có cái gì dạng ma lực. Thực lực mạnh mẽ coi như xong, còn có thể mê hoặc tâm trí, ngay cả huyết hổ thần đế dạng này tồn Tại, đều trở nên như bị điên. Cùng lúc đó, lại có động tĩnh truyền đến, đám người thuận động tĩnh phương hướng nhìn sang. Thình linh phát hiện, chính là chạy tới tiêu vương, tiêu vương đến về sau. Lập tức là lấy ra trận bàn, quán chú linh khí, có trận pháp nổi lên hắn cũng là hướng tiêu thiên hành lễ sư phụ đồ vật mang đến tử việt phong tiêu thiên bên này chỉ vào cái kia trận pháp hình chiếu hướng phía đối phương hô nhìn một cái nhìn trận pháp này là chuyện gì xảy ra nguyên bản tử việt phong là bị bỗng nhiên chạy tới tiêu vương hấp dẫn lực chú ý dưới mắt nghe được tiêu thiên mở miệng chính là quay đầu hướng phía những cái kia trận pháp hình chiếu nhìn sang cái này xem xét đột nhiên biến sắc cái này ác độc trận pháp lại là từ chỗ nào đến trận. Pháp này chính là tàng võ cái kia tam đại hoàng tử bên trong. Võ Nguyên Khôn áp dụng kế hoạch thành công, lưu tại tàng linh sao trời bên trên. Tiêu Thiên híp híp hai mắt, nói ra. mười 919, Đông Kết. Tử Việt Phong liếc nhìn sư tôn Tiêu Thiên. Trước khi đến liền được tình báo, tàng võ tam đại hoàng tử. Đã bị bắt giữ, quả là thế, hắn tại cẩn thận quan sát trận pháp híp hai mắt lúc trước chăm nghe điện bên kia. Truyền đến tình huống hắn cũng cũng có nghe qua tình huống cụ thể còn không phải biết. Liền biết rồi Lưu Sơn phụ nữ đế nhóm sự tình, đến đây xem xét, dưới mắt. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp, cái gọi là ác độc lại là bắt đầu nói từ đâu. Bên cạnh, Tuyết Hán chỉ vào trận pháp này, cao mày hỏi, đối với cái này, từ Việt Phong nhíu mày. Trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, rất đơn giản, trận pháp này chủ yếu công hiệu chính là đông kết, đông kết. Nghe nói như thế, đám người đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Có một chút hiếu kỳ, có ý tứ gì? Đông kết sinh mệnh lực trận pháp này rất lợi hại, lợi dụng đại đạo chi lực lực lượng mà. Đông kết sinh mệnh lực về sau, đơn giản đến nói. Tương đương với những sinh linh này tồn tại đều bị đông lại, về. Sau, chỉ sợ những sinh linh này đều bị bắt đi, mà bị nắm sau khi đi bọn hắn nghênh đón vận mệnh chỉ sợ sẽ là bị rút lấy sinh mệnh lực. Tử Việt Phong đề cập đến nơi này, sắc mặt trong nháy mắt là âm trầm xuống. Phi thường khó coi, Tiêu Thiên cũng là trầm mặc không nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt bên trong, cũng lóe ra từng tia nguy hiểm hương vị, bên cạnh Tiêu Vương. Ngược lại là không thể nghĩ rõ ràng, nếu như thế, vì sao không trực tiếp bắt đi. Mà là muốn bao nhiêu này dơ lên, lợi dụng trận pháp đông kết nữa nha, đối. Tiêu Vương đến nói, đã không phải tại chỗ rút ra sinh mệnh lực. Liền không có tất yếu lợi dụng trận pháp đem những sinh linh này trực tiếp cho đông kết nguyên. Do trong đó lại là vì cái gì, Tiêu Vương lời nói, để bên cạnh Tử Việt Phong thở dài. Thần sắc ngưng trọng nhìn đối phương, trận pháp này đông kết bọn hắn sinh mệnh lực. Vì liền là tránh cho tổn thất, rất hiển nhiên. Đối phương có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong Đem nhiều như vậy tinh cầu phía trên sinh linh bắt đi. Khẳng định là lợi dụng tương đối thô bạo thủ đoạn. Nếu là trực tiếp mang đi lời nói, chỉ sợ là sẽ để cho một chút sinh linh. Tại trong quá trình bị mất mạng mà đem bọn hắn sinh mệnh lực đông kết, đem bọn hắn tồn tại cho đông cứng lời nói. Như vậy thì không có bất kỳ tổn thất. Sử dụng lại thô bạo bắt đi thủ đoạn cũng không có vấn đề gì, tỉ như. Giảng đến nơi này, tử Việt Phong ngữ khí dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Trực tiếp thu nhập không gian chữ vật ở trong, lời. Này, để hiện trường không khí đều là có chút ngưng kết, như thế hành động. Hoàn toàn là không có đem những ngôi sao này phía trên sinh linh, xem như sinh mệnh. Ngược lại là xem như hàng hóa, xem như hàng. Cặp không có chút nào nhân tính, biết trận pháp tác dụng về sau. Liền có thể càng thêm nhẹ nhõm đề phòng địch nhân hành động, đồng thời tử việt phong thông qua quan sát trận pháp tình huống rất nhanh liền suy nghĩ ra phản trận pháp khả năng chỉ cần sớm tại rất nhiều sao trời phía trên bố trí phản trận pháp liền có thể hữu hiệu ngăn chặn đối phương dạng này hành vi chủ yếu sớm bố trí sao trời phần lớn đều là biên cương cùng tàng võ vị diện chiến trường tới gần khu vực là được dù sao nơi này tiếp cận tàng võ vị diện chiến trường lại càng dễ bị đối phương ăn mòn ngược lại là cương thổ nội bộ khu vực khoảng cách khá xa không thế nào dễ dàng chúng chiêu đại đức đế tuyết hán đối với trận pháp phương diện cũng có chỗ đọc lướt qua cùng tử việt phong thảo luận về sau cũng cho rằng cử động lần này có thể đi sư tôn cần ta hỗ trợ tại lưu sơn phủ bên này bố trí một chút trận pháp sao lúc này tử việt phong lần nữa nhìn về phía tiêu thiên hỏi thăm lên tiếng, đây cũng là hắn chuyến này mục đích. Hắn tới chính là vì trợ giúp Lưu Sơn Phủ, ứng đối sắp vây công tới tàng võ tiềm ẩn người, bên cạnh Liệu Yên Hà. Nghe được từ Việt Phong lời này, sắc mặt biểu lộ cũng là biến hóa không chừng. hai 920, như thế tùy ý sao? Đi theo trượng phu bên người nhiều năm như vậy. Nàng quá rõ ràng tự mình nam nhân bản sự, hắn bố trí trận pháp không chỉ có cường lực còn ẩn chứa rất nhiều hắn kỳ tư diệu tưởng Luôn có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả, bản thân cái này tiêu thiên thực lực liền. Cường đại đáng sợ, thâm bất khả chắc, huyết hổ thần đế dạng này nhân vật. Vậy mà đều làm phản đến hắn bên người, nếu như lại phối hợp chồng mình trận pháp. Liệu Yên Hà cũng không dám tưởng tượng. Tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, đợi đến tàng võ người, tất cả đều đến đây lời nói. Chỉ sợ là muốn bị một mẻ hốt gọn một người sống đều không để lại đến mà làm liệu yên hà suy nghĩ thời điểm tiêu thiên bên này hướng phía tử việt phong khoát tay áo trận pháp bố trí coi như xong bên ngoài hiện ra cho tàng võ người tình huống không phải ngươi bị khống chế sao ngươi đều bị khống chế còn thế nào bố trí trận pháp nghe được tiêu thiên lời này tử việt phong có chút vội vàng sư tôn không sớm một chút làm chuẩn bị lời nói vạn nhất xuất hiện một chút cái gì ngoài ý muốn chẳng phải là đối với cái này tiêu thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tử việt phong bả vai làm cho đối phương đừng quá mức lo lắng không có việc gì thật gặp vấn đề ta sẽ ra tay nghe nói như thế tử việt phong cũng là nhẹ nhàng gật đầu không biết vì cái gì nội tâm ở trong liền không có lý do cảm thấy mười phần an tâm đúng chúng ta sư đồ lần này chạm mặt cũng coi là tốt đẹp việc vui không uống một chén sao được Tiêu Thiên chợt nhớ tới đến, lộ ra Tiếu Dung, ta cái này có một loại rượu. Hương vị rất không tệ. Nói xong, Tiêu Thiên chợt phát hiện, hệ thống không gian tồn kho. Giống như bị uống cạn sạch, không được, rượu thế mà uống xong. Ta tới hạ giới lấy một điểm trở về. Tiêu Thiên nơi này nói xong, chính là vươn tay ra. Ngạnh sinh sinh đem trước mặt một vùng không gian cưỡng ép xé mở, khủng bố lực lượng từ tiêu thiên trong tay bắn ra, không chỉ có xé mở liễu không ở giữa giới hạn. Càng là lấy cường hoành lực lượng. Ổn định lắc lư không gian, tiêu thiên bước qua vỡ ra không gian. Đi đến đối diện hạ giới thanh viêm sơn nhà máy rượu bên trong, nhà máy rượu bên trong. Bận rộn thân ảnh chỗ nào cũng có, rất nhiều đều là tàng võ chủng tộc, bất quá. Đối với bỗng nhiên xuất hiện tiêu thiên, còn có vỡ ra không gian. Bọn hắn tự hồ tập mãi thành thói quen, bất vi sở động mà tiêu thiên nhảy tới đến thanh viêm sơn nhà máy rượu về sau một bên khác tử việt phong đã hoàn toàn ngốc chệ ngay tại chỗ thật lâu không nói gì bên cạnh liệu yên hà càng là hô hấp dồn dập không thể tin tuyết tiết ra ra cái này cái này tử việt phong cứng ngắc xoay qua cổ hướng phía đại đức đế tiết hán nhìn sang thượng giới cùng hạ giới bây giờ phong kín Khó mà thông hành, chúng làm đều biết cưỡng ép mở ra lời nói sẽ chỉ bị không ổn định không? Gian lực lượng, ngạnh sinh sinh xé nát mới đúng, vì cái gì mình sư tôn? Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem không gian xé mở. Thậm chí còn khởi hành tiến đến Liễu không ở giữa đối diện. Cái này hợp lý sao? Đối với Tử Việt Phong kinh hãi, Tiết Hán cười cười. Không có gì quá kỳ quái, người vị sư tôn này, độ mạnh vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng làm ra dạng này sự tình với hắn mà nói, phi thường nhẹ nhõm. Nếu là ngươi nguyện ý, quá khứ hạ giới nhìn một chút, nhìn một chút. Cũng là không có vấn đề, bên cạnh Hoàng Đạo Tôn, cũng đi theo gật đầu. Không có chút nào chấn kinh bộ dáng ngược lại là buồn cười nhìn từ Việt Phong phản ứng. Cái này từng ngoại tôn, hắn cũng là quen thuộc rất, nghĩ đến ổn trọng. Sẽ rất ít lộ ra dạng này nhất kinh nhất xạ biểu lộ, cũng chỉ có tiêu thiên dạng này nhân vật mới có thể để hắn như thế ngược lại là bên cạnh liệu yên hà trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ cái này tiêu thiên thực lực đến cùng là mạnh bao nhiêu nhiều khủng bố các loại liệu yên hà minh bạch nhịn không được kinh hô nữ đế là ngụy trang hoàng huynh nhóm căn bản không phải hao tồn tại nữ đế trong tay xuất thủ một mực là hắn đúng hay không